Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn Đến khi ngài ấy từ trong độn tẩu đích nhất đã tìm thấy đạo của bản thân, mới thấu hiểu thật ra giáo lý ma đạo không sai, kẻ sai chính là thiên đạo. Thùy họa nói, thiên đạo sai ở chỗ nào? Thiên đạo bất nhân xem vạn vật như dơm chó, tốc độ sinh sản của nhân loại vốn dĩ do thiên đạo ban tặng, mọi chúng sinh dưới sự quản lý của thiên đạo đều là những con chó hèn hạ. Chính vì nhận thức được điều này, mà đạo tổ sư mới đi trên con đường đối địch với thiên đạo. Sự sinh sôi của nhân loại chỉ vì sinh tồn, nếu như không một ai vì sinh tồn mà khổ sở đấu tranh, thế giới này cũng chưa chắc sẽ sản sinh ra nhiều cá nhân hay sinh mệnh mới có tốt xấu lẫn lộn, tiếp tục diễn một màn kịch sát phạt thảm khốc để thiên đạo thưởng thức. Vì thế, mà đạo tổ sư mới muốn pháp truyền lục đạo, lý do là người sẽ chết nhưng đạo bất diệt, nhìn thấu sinh tử mới có thể được giải thoát. Đến giai đoạn sau này, chúng sinh bình đẳng của ma đạo tổ sư đã tính thiên đạo vào bên trong. Thùy Hòa, cảm ơn em đã giúp anh tỉnh ngộ, tôi chân thành cảm kích giúp chồng dạy con vốn dĩ là trách nhiệm của em. Những vấn đề này cho dù hiện giờ vẫn chưa ý thức được, thì tương lai cũng sẽ vì nó mà gặp trở ngại. Anh là ma đạo tổ sư, cũng là lãnh đạo tinh thần cho đệ tử ma đạo. Nếu như bản thân anh có nghi ngờ gì với giáo lý ma đạo, việc này còn đáng sợ hơn cả kẻ thù từ bên ngoài. chương 432, Vòng hồn ý chí 2 Thật sự, giáo lý ma đạo ngay từ khi bắt đầu đã đối chọi với thiên đạo đúng không? Không sai, vậy vì sao hắn để ma đạo ra đời chứ? còn ban tặng cho ma đạo một giáo lý chống lại pháp tắc của hắn tôi hỏi vấn đề này chỉ có thể hỏi chính thiên đạo giả sử có một ngày anh có đủ tư cách tranh luận với hắn ấy chẳng qua điều em có thể khẳng định thiên đạo chắc chắn đã hối hận rồi bởi vì ma đạo tổ sư đến cuối cùng đã vượt xa sự khống chế của hắn ta thùy họa nói hôm nay cô ấy nói với tôi những lời này vốn không phải là kiến giải của riêng cô ấy mà đến từ hồi ức của phá quân hộ pháp thiên tôn mà đạo tổ sư và phá quân hộ Pháp Thiên Tôn là đôi chi kỷ chân thành cảm mến nhau, không có ai hiểu con đường mưu trí trông gai mà ngài ấy từng trải qua hơn phá quân. Được huy họa giải đáp mọi nghi hoặc xong, niềm phẫn uất trong lòng tôi dịu đi đôi chút, sau đó lại cảm thấy trách nhiệm trên vai càng lúc càng nặng nề. Lang Sơn không xảy ra chiến sự, mà đạo tiếp tục hành quân đến chân núi nơi âm Sơn Tổ Đình đang tọa lạc ở đấy. Âm Sơn vốn cũng là một đường long mạch, chẳng qua chỉ là một con rồng chết, Nghe nói tại âm sơn còn có một cửa vào thông đến cửu U, có thể trực tiếp hấp thụ địa âm. Càng đi vào sâu trong núi, càng cảm thấy bầu không khí âm U kỳ dị. Mây trên âm sơn có màu đen xì, loại màu đen không phải vì nước trong ao hồ quá nồng, mà do âm khí ngưng kết thành. Đi về phía sau mây đen che phủ kín bầu trời, tựa như đã đi cả ngày lẫn đêm. Mà ở nơi này không thể ngự không phi hành, trong mây đen chứa sát cơ dày đặc, mạo hiểm động chân khí càng sẽ dẫn dụ họa sát thân hành quân đến một cầu phao giữa hẻm núi Thủy Họa ra hiệu dừng lại. Toàn thân cây cầu phao màu đen xì, rộng khoảng 2 trượng, trên mặt cầu nhấp nhô không ổn định, nhưng lại có quy luật rõ ràng. Trên cầu không có nối dây thép, cũng nhìn không rõ cầu này làm bằng chất liệu gì, chỉ biết toàn thân nó có một màu. Tôi phóng ra thần niệm tỉ mỉ cảm nhận, phát hiện tà khí tập trung trên cầu phao này, lại còn dường như phong ấn vô số thần niệm tà ác cường đại. Dưới cầu nhìn không rõ độ sâu của đáy, dày đặc tử linh oán khí. Tuyết Dương, cô có thể nhìn ra vấn đề gì không thùy họa hỏi đây là cầu hắc bức sinh tử tiếp theo đó khương tuyết dương giải thích lai lịch của cầu hắc bức sinh tử hắc bức là thứ lưu lại từ thời hồng hoang đại hoàng kinh có câu bắc đại u cốc có một loài rơi đen khổng lồ sống tụ tập thành bầy đàn đầu và đuôi liên kết hóa thành một cây cầu phao những kẻ hợp tâm ý qua cầu ai không hợp tâm ý thì cầu sẽ đứt đoạn gặp vạn con rơi truy sát mà chết đại hoàng hắc bức sớm đã bị tiêu diệt Cây cầu hắc bức phía trước do âm sơn pháp mạch dùng vong hồn xương cốt hiến tế luyện thành rơi đen kết nối lại, không nhận được sự công nhận của ý chí vong hồn từ mấy con rơi đen thì cầu sẽ bị gãy, hứng chịu sự truy sát của hàng ngàn con rơi từ trên không trung rồi rơi xuống vực sâu tử linh phía dưới. Điều quan trọng nhất cầu hắc bức sinh tử chỉ cần bước lên sẽ không cách quay đầu, nếu quay đầu cầu ắt sẽ gãy, cái gọi là sống chết khó vẹn cả đôi đường chính là như thế, sống chết không do bản thân làm chủ cũng không thể quay đầu vậy phải làm thế nào mới có thể nhận được công nhận của ý chí vong hồn tôi hỏi cái này thì không cần phải lo nghĩ mà đạo là ngoại địch cầu này chúng ta căn bản đi không được âm sơn pháp mạch không tháo gỡ cây cầu này chính vì nguyên nhân đấy khương tuyết dương nói thật sự không ngờ tới chỉ một cây cầu đã nhốt chúng tôi lại chỗ này nơi đây là đường tắt thông đến âm sơn tổ đình phía dưới là vực sâu tử linh nếu đi đường vòng lại lãng phí thêm thời gian nữa có thể qua được thùy họa nói làm sao qua được Tôi biết cô có uy áp tử thần, nhưng mà uy áp tử thần chỉ ảnh hưởng đến vong hồn chứ không hề có tác dụng với ý chí vong hồn đâu. Tôi cũng không nghĩ tới việc tác động đến ý chí vong hồn, tôi muốn tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Thùy Họa nói, ý chí căn bản là một loại năng lượng vô cùng đặc thù, có thể xóa nhỏ ý chí chỉ có bản thân ý chí. Vì vậy mới có cách nói tam quân có thể đổi xoái tướng, nhưng ý chí của Nam Tử Hán không thể đổi. Cưỡng chế làm hư hại ý chí, chỉ mỗi thần niệm của thiên tôn mới đủ khả năng làm được em có thể làm được sao?" Tôi hỏi, "Có thể." Nói xong Thùy Họa mệnh lệnh đệ tử người âm ma đạo và chiến sĩ hồ tộc Thanh Khâu lùi về sau, sau lưng cô ấy chống trải đủ vị trí chứa được 4 vạn vong hồn. Tiếp đó, cô ấy cắm thanh đao trấn yêu xuống đất, quỳ một chân rồi phóng thích ra 4 vạn vong hồn trong Long Hồn Hạo Kỳ. Trải qua tẩy lễ của trận chiến tại Lang Sơn, chiến lực của đệ tử vong hồn ma đạo tôi lại được nâng cao cải thiện một lần nữa, toàn bộ đều đã ngưng kết ra âm thân. Nếu không phải vì tiện lợi cho việc hành quân, Thật ra bọn họ không cần suốt ngày ở trong huyền quan tứ tỏa của Hạo Kỳ. Đại quân vong hồn hiện thân, vì đường núi quanh con nên đội hình không được chỉnh tề ngay ngắn, nhưng mà không cản trở sự sĩ khi thống nhất của đệ tử vong hồn ma đạo. Sau đó, Thùy Hỏa bắt đầu phóng thích quân uy tử thần, bốn vị chiến tướng Phong Lâm Hỏa Sơn quay về vị trí, khí thế của đệ tử vong hồn ma đạo ngày một dâng cao. Thùy Hỏa vừa triệu hoán đệ tử vong hồn ra ngoài, tôi liền biết cô ấy định làm gì. Cây cầu phía trước do ý chí vong hồn hóa thành mà đạo ắt có vong hồn của chính mình. Bây giờ phải xem xem rốt cuộc ý chí của đại quân vong hồn ma đạo hay ý chí vong hồn trên cầu hắc bức ai mạnh ai yếu mà thôi. Đợi đại quân vong hồn giàn trận hoàn tất, Thùy Hỏa rút đao chấn hồn, niệm ra chú ngữ thuộc riêng về thái cổ minh giới tử thần, chúng tôi không phải người chết cũng chẳng phải kẻ chết, chúng tôi sẽ bị người sống hay kẻ chết lãng quên. Chúng tôi tồn tại cũng như hứng chịu lời nguyên. Chương 433, Nhất kiếm phong Hậu 1 chúng tôi không phải người sống cũng chẳng phải kẻ đã chết chúng tôi sẽ bị người sống hay kẻ chết lãng quên chúng tôi quay về thế giới nơi đã từng từ biệt nhưng lại vĩnh viễn không thể quay về những ngày tháng chúng tôi từng sinh sống mãi mãi không cách nào quay về bên cạnh những người thân yêu của chúng tôi chúng tôi tồn tại cũng như đang hứng chịu lời nguyền bởi vì chúng tôi đã quên đi quá khứ và bị quá khứ lãng quên đoạn chú ngữ mà thùy họa đọc đến từ tử thần của thái cổ minh giới đoạn chú ngữ này đã làm sáng tỏ một cách hoàn hảo ý nghĩa tồn tại của vong hồn Dần theo lời chú ngữ mà cô ấy đọc ra, tất cả mọi người, trong thời khắc ấy bất luận là người sống hay vong hồn đều im lặng lắng nghe, tiếp đó một nỗi bi thương thống khổ đột nhiên tràn ngập trong tim của mỗi người. Vong hồn là gì? Bọn họ lưu lạc tại nhân gian, địa phủ không thu nhận và họ cũng không thể trở về bên cạnh gia đình, chịu đựng bão táp lạnh lẽo đến tận khi bị mưa gió sấm sét thiêu rụi. Cho dù họ đã trở thành đệ tử vong hồn của ma đạo, ngưng tụ ra âm thân, nhưng có được âm thân lẽ nào sẽ được hồi sinh một cuộc đời mới sao? không biết bao nhiêu vong hồn vì nghe thấy lời chú ngữ của tử thần mà đẫm lệ nỗi bi ai xót xa của bọn họ bắt nguồn từ thương cảm sự tồn tại của bản thân họ không biết chính mình vì điều gì mà tồn tại đến tận bây giờ thần minh cao cao tại thượng đứng ở phía trên quan sát chúng sinh duy nhất chỉ có tử thần một mình bảo hộ thái cổ minh giới lấy cô độc tử vong làm bạn đồng hành chịu đựng nỗi bi ai rằn xé nặng nề nhất tôi đứng phía sau thủy họa nghe thấy cô ấy đọc chú ngữ của tử thần trong lòng bất chợt thở một hơi dài May mắn bên cạnh cô ấy đã có tôi bầu bạn, linh hồn của chúng tôi kề cận thân thiết, sẽ không để cô ấy sinh ra cảm giác cô độc kia. Ta chính là tử thần, nhân danh của ta, ban ân giải thoát. Theo sau câu nói mà Thùy Họa đọc lên, nỗi bi ai của đệ tử vong hồn ma đạo dần dần tan biến, tiếp đó một niềm tin vững vàng kiên định từ sâu trong linh hồn được sụp sôi. Niềm tin vững vàng bắt nguồn từ sự công nhận đối với thân phận của chính bản thân họ. Sống thì ra sao, chết lại thế nào, đều không phải người mà ta tưởng nhớ, thế giới này vì ta mà tồn tại. Ý chí bốn vạn quân vong hồn điên cuồng ngưng tụ trên người thủy hỏa. Đợi đến khi tất cả đệ tử vong hồn đều thoát khỏi cái bóng của bi thương, họ ngẩng cao đầu hiên ngang nhìn về phía trước, thủy hỏa đã tập hợp toàn bộ ý chí vong hồn thẳng tiến về hướng cầu hắc dực. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều nín thở chờ đợi, căng thẳng tột cùng, chăm chú quan sát thủy hỏa tiến lên cầu bước đi đầu tiên. Cầu hắc dực sinh tử do chính xương cốt vong hồn mà mấy con rơi hiến tế luyện thành, không nhận được sự công nhận của ý chí vong hồn, cầu sẽ gãy làm đôi, ngay lập tức nơi ấy sẽ biến thành tử lộ. Không chỉ như thế, vong cốt hắc dực hóa thành thân cầu cũng sẽ nhào đến triển khai truy sát đệ tử ma đạo. Chiến lực của vong cốt hắc dực thậm chí có thể sánh ngang với nửa bước thiên tôn, nếu chúng ồ ạt phây công, ma đạo chắc chắn sẽ tử thương nghiêm trọng. Chỉ nghe một tiếng cạch, đôi ủng vong cốt trên chân của Thùy Hỏa đạp lên cầu hắc dực sinh tử. Thân cầu ầm vang lên một tiếng chấn động, tiếp đó dường như có hàng ngàn hàng vạn tiếng gào thét phẫn nộ của vong hồn, ý chí vong hồn trên cầu hắc rực đã bị kích hoạt rồi. Thùy họa nhảy lên một bước, đứng yên một chỗ bất động. Thân ảnh không động đậy, nhưng long hồn hảo kỳ trên lưng lại liên tục xảy ra phản ứng dữ dội. Sau một lúc, Thùy họa tiến lên bước thứ hai. Bước này đã càng dẫn phát âm thanh căm phẫn của vong hồn mạnh hơn so với trước, tốc độ chấn động của thân cầu càng kịch liệt, dường như muốn đứt lìa ngay tức khắc. Nếu như cầu bị gãy, Thùy Hỏa sẽ rơi xuống vực sâu tử linh bên dưới, hứng chịu sát kiếp vô tận. Bây giờ cô ấy cũng không thể quay đầu, nếu quay đầu cầu ắt sẽ gãy. Thủy Hỏa tiếp tục tiến về phía trước, mỗi bước đều mang một quyết tâm chưa từng có, không hề ngừng nghỉ. Cầu hắc dực sinh tử lay lắt bất ổn, giống như một con rồng đen tử linh hung hãn tà ác đang cố sức vùng vẫy giữa không trung, muốn đem Thùy Hỏa đẩy xuống hoặc tự cắt thân rồng. Nhưng mà dù con rồng đen này có vùng vẫy đến đâu, bước chân của Thùy Hỏa vẫn vững vàng không loạn từ từ đi xa về phía trước ý chí vong hồn bị kích nộ triệt để tảng đá ở hai bên sườn núi bị chấn động lần lượt rơi xuống ầm ầm đến cuối cùng cả oán khí dưới vực sâu tử linh cũng bị triệu hoán lên cầu hắc sực sinh tử biến thành âm u kỳ dị thân ảnh của thủy hỏa theo sự nhấp nhô của thân cầu cũng bị mây mù tử linh vây khốn thời gian trôi qua rất lâu một mảng tĩnh mịch bao trùm lấy đoàn quân ma đạo tất cả mọi người đều hồi hộp nín thở ngưng tụ thần thức quan sát cây cầu hắc sực sinh tử đang dung chuyển kịch liệt gào Chương 434, Nhất Kiếm Phong Hầu 2. Tiếng rồng gầm rú vang vọng, không ổn rồi, Khương Tuyết Dương kinh sợ thốt lên chuyện gì vậy, tôi vội vàng hỏi, Cầu Hắc Dực Sinh Tử đã có điểm báo hóa rồng, không biết Âm Sơn Pháp Mạch vì muốn luyện ra nó đã tàn nhẫn sát hại bao nhiêu vong hồn rồi, mới có thể ngưng kết ra ý chí vong hồn cường đại đến mức không thể diệt trừ thế này. Vậy hiện giờ thủy hỏa có thể thành công qua cầu không? Tôi lo lắng hỏi, không dám chắc, phải xem cầu Hắc Dực có thành công hóa rồng hay không thôi. Khương Tuyết Dương nói, ý chí vong hồn nếu hóa rồng, không qua được cầu chỉ là chuyện nhỏ, mà đạo sẽ gặp họa diệt vong mới thật sự nghiêm trọng. Sau đó tôi mới biết, pháp trận tà ác của âm sơn tổ đình tuy nhiều, nhưng cầu hắc dực sinh tử mới là khảo nghiệm sống chết khó nhằn nhất. Cầu hắc dực sinh tử hóa rồng, chiến lược sánh ngang với thiên tôn. Cây cầu này là công sự thủ hộ âm sơn tổ đình hùng mạnh nhất, thậm chí vượt xa 10 vạn đệ tử đích hệ âm sơn. Nghe Khương Tuyết Dương nói như thế, tôi càng lúc càng lo lắng cho an nguy của Thùy Hỏa chính vào lúc này tiếng gào hùng tráng của rồng lại lần nữa vang lên sau đó tôi nhìn thấy cầu hắc rực sinh tử trước mắt đã xảy ra việc hóa rồng trên thân cây cầu đen xì dung chuyển dữ dội có thể dễ dàng thấy được nó đang nhanh chóng mọc từng lớp vảy rồng vảy rồng như sóng nước vội vã đổ ầm ầm về phía trước đợi vảy rồng mọc đầy hết thân cầu cầu hắc rực sinh tử sẽ hóa thành tử linh hắc long không phải do ý chí vong hồn của đại quân ma đạo tôi không đủ vững vàng mà là âm sơn tổ đình quá mức nghịch thiên ý chí vong hồn trên cầu hắc dực sinh tử nào chỉ có ngàn vạn. Thùy họa một mình đơn độc đứng trên cầu, tựa như lấy trứng trọi đá. Thấy vậy, tôi không thể tiếp tục nhẫn nhịn nữa, tiến thẳng về hướng cầu hắc dực sinh tử. Tạ Lan, cậu muốn làm gì? Khương Tuyết Dương ở phía sau lên tiếng ngăn cản tôi, chém dòng, nói xong tôi rút kiếm vấn thiên, vừa đi vừa liều mạng kích hoạt kiếm khí lưu hình. Chỉ dựa vào một mình Thùy Họa nhất định không thể áp chế ý chí vong hồn của cầu hắc dực sinh tử, cho dù việc cầu hắc dực sinh tử hóa rồng đã không cách nào nghịch chuyển, những gì tôi có thể làm được chính là chém rồng, cắt đứt việc biến đổi. Từ lúc thức thần của tôi hấp thu mảnh vỡ thần niệm của ma kiếm, hiện giờ mỗi đạo hình kiếm khí của tôi đều đã hóa ra long hình hoàn mỹ. Chân tôi sải bước trên cầu, phía sau lưng cuốn theo vô số long hình kiếm khí. Tử linh mù mịt bao trùm ngũ cảm lục thức của tôi, nhưng lại không thể ngăn cản bước chân vững trái của tôi. Ma kiếm cuồn cuộn, một khi kích phát kiếm khí liền không thể thu hồi, Dòng mà hình kiếm khí hiện hóa sau lưng tôi ngày một nhiều hơn, từ hàng trăm đến hàng ngàn, từ hàng ngàn đến hàng vạn. Sự tồn tại của thủy hỏa quá rực rỡ, che lấp đi sự sắc sảo của tôi, thật ra chiến lược của tôi vốn không thua kém cô ấy. Dẫn binh điều tướng tôi không bằng thủy hỏa, nhưng chỉ luận về hủy diệt và sát phạt, kiếm vấn thiên hiện giờ của tôi đã lợi hại hơn đao chân yêu của cô ấy. Điểm mạnh của cô ấy, tập trung trên sĩ khí quân uy, trên phương diện tiến lên không lùi bước của đạo phá quân. Mà ưu điểm của tôi, chính nằm ở chỗ dung hợp hỗn loạn của thất sát và điên cuồng của ma kiếm. Vì phá quân sinh ra để chiến đấu, và thất sát tồn tại vì sát phạt. Lúc tiếng rồng gào thét lần thứ ba vang lên, tôi nhìn thấy bóng lưng của Thùy Hỏa. Phía trước cô ấy, xuất hiện một cái đầu rồng đen khổng lồ kiêu hãnh hiên ngang đang trôi nổi giữa không trung. Đầu rồng to lớn như một ngọn núi, mắt rồng nhắm chặt lại, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn mở ra. Nếu như mắt rồng mở ra, ám chỉ cầu hắc dực sinh tử đã hóa rồng thành công. Thùy Hỏa đã rút đao trấn Yêu ra, đứng trước mắt đầu rồng đen to như ngọn núi, bóng lưng của cô ấy hiển nhiên vừa nhỏ bé vừa yếu ớt, nhưng khí thế của cô ấy vẫn kiên định vững vàng như ngày nào. Rút đao mạnh mẽ như sóng cuộn, đao chém dữ dội suy đuổi đám mây mù tử linh, hiên ngang xông tới hướng đầu rồng. Nhưng đầu rồng do chính ý chí phong hồn hóa thành, chinh phục không được ý chí, đầu rồng sẽ vững chắc không vỡ. Gào, theo tiếng rồng gào thét thứ tư vang lên, đầu rồng to như ngọn núi kia mở to con mắt tựa cái bánh xe mắt rồng đen như mực, con người sắc bén hừng ngược ánh nhìn phẫn nộ như muốn thiêu dụi tất cả. Ngay giây phút mắt rồng hoàn toàn mở ra, thân cầu dài trăm trượng đã thành công hóa thành thân rồng. Cầu hắc rực sinh tử sau khi hóa thành tử linh hắc long hoàn tất đã liền hít sâu một hơi dài, oán khí dưới vực sâu tử linh bị nó điên cuồng hấp thụ vào bên trong thân rồng. Thùy Hỏa tuy rằng dũng cảm thống lĩnh tam quân, cũng biết không cách nào đấu sức với tử linh hắc long, nhưng hiện giờ cô ấy muốn chạy cũng không còn đường nào để lùi nữa, bởi vì cầu hắc dực sinh tử không thể quay đầu, không thể quay đầu chỉ đành tử chiến. Dần theo oán khí tử linh không ngừng được hấp thu, miệng rồng mở rộng thấp thoáng thấy được hắc hỏa cuồn cuộn, đây chính làm hàm chứa uy năng thiêu hủy vạn vật. Chính lúc nó hấp thụ xong xuôi, giây phút hắc hỏa cuồn cuộn sắp bị phun ra, tôi phi thân từ vị trí cũ bay thẳng tới chỗ nó. Phía sau lưng tôi, hàng vạn đạo hình kiếm khí bắt đầu điên cuồng dung hợp, vạn long nhập hải, ngừng tụ thành một đạo kiếm khí hồng lưu mang khí thế hào hùng vô song, giải thích từ hồng lưu ý chỉ dòng thác lũ. Hết giải thích, bách xuyên đông đáo hải, hà thời phục tây quy, diệt. Theo chữ diệt vừa thốt lên, kiếm khí hồng lưu hào hùng vô song tranh lúc thời khắc tử linh hắc long sắp phun ra hắc hỏa, đã bị kiếm vấn thiên của tôi toàn bộ tấn công vào miệng rồng của nó. Chương 435, dưới núi Thái Âm 1. Hắc hỏa do tử linh hắc long hấp thụ từ oán khí tử linh vẫn chưa kịp phun ra, đã bị kiếm khí hồng lưu trực tiếp dập tắt. Theo đó, hắc long ngẩng đầu lên trời gầm lớn, Giận dữ khôn cùng, nhưng kiếm khí của tôi không chỉ khiến nó tức giận. Kiếm khí tung hoành trong ba vạn dặm thì tôi vẫn chưa làm được, nhưng kiếm khí hồng lưu bị nuốt vào bụng này tuyệt không phải một thứ chỉ có uy mãnh của Thiên Tôn, lại không phải tu vi của Thiên Tôn mà Tử Linh Hắc Long có thể tiêu hóa được. Theo cùng với sự hoành hành của kiếm khí, sự tức giận trong mắt của Tử Linh Hắc Long dần chuyển thành sự đau khổ. Đau không chịu nổi, kêu lên từng tiếng thảm thiết, cơn đau ngày một gia tăng, cơ thể khổng lồ của rồng cũng theo đó mà trồi lên rồi lại hạ xuống dường như có thể sung thiên bay khỏi nơi này bất cứ lúc nào. Muốn chạy, ở lại đây đi, Thùy Hỏa hét lớn một tiếng, dùng sức cắm thanh đao trấn yêu lên thân rồng. Đồng thời tỏa ra uy áp tử thần, ý chí của đệ tử vong hồn ma đạo ngưng kết được từ trong thân thể cũng phát cả ra ngoài. Nơi thanh đao trấn yêu cắm xuống vừa hay đúng ngay vị trí vảy ngược của tử linh hắc Long, chỉ nghe được xì một tiếng, vô số khí đen tuôn ra từ vết thương, tử linh hắc Long phát ra tiếng kêu thê thảm. Thân rồng dài trăm thước uốn lượn cuộn mình trong không trung, nhưng lại bị uy áp tử thần của thùy hỏa chấn áp chặt chẽ căn bản không thể chạy thoát được còn về tử linh hắc long đã bị oán khí hấp thu trọn vẹn không gian ở đây quang đãng trở lại chỉ còn thấy một con rồng to lớn màu đen nằm vắt ngang giữa hai ngọn núi vặn vẹo vật lộn nhưng lại không thể thoát ra trên thân con rồng tôi một kiếm trận ngay cổ khóa chặt đầu rồng lại thùy hỏa phía sau tôi không xa cắm chặt thanh đao trấn yêu ở vị trí vải ngược của tử linh hắc long tử linh hắc long bất lực vô cùng tuyệt vọng cố sức vẫy đuôi, mượn thế mong rằng thoát được. Vào ngay lúc này, Khương Tuyết Dương huyết một tiếng sáo. Ngọn gió thu phục, định, lời vừa nói xong, hai con phong long từ hai bên tay bay ra, một trái một phải quấn chặt lấy đuôi của tử linh hắc long. Mục đích không phải giết nó, nếu sau khi chết cơ thể nứt ra, thì đại quân ma đạo vẫn không thể qua cầu hắc bức sinh tử. Chúng tôi không những phải giết nó, mà còn phải lưu lại xác rồng dùng để độ người. Thất sát, kẻ tặc làm loạn thế gian. Tôi ở bộ phận đầu rồng dẫn đầu giải phong ấn sức lực của mệnh bàn sát phá lang, theo đó thủy họa ở phần nghịch lân cũng tiếp lời, phá quân, tướng sát phạt chinh chiến. Khương Tuyết Dương ở bộ phận đuôi rồng nói, tham lang, chuyên việc gian hiểm xảo trá. Lực của mệnh bàn sát phá lang một khi đã khởi động, không thể nghịch chuyển. Đây là lần đầu tiên cả ba người chúng tôi liên thủ giải phong ấn sức mạnh của mệnh bàn, theo cùng với mỗi người tự giải phóng ra sức mạnh mệnh cách của bản thân, tiếng than của tử linh hắc long ngày một yếu đi, ánh sáng trong mắt nó cũng bắt đầu mờ dần. Ngay khi mệnh bàn sát phá lang khởi động, bên trong thần điện âm sơn, trong bức tượng của âm sơn lão tổ Trần Dương bất ngờ phát ra cỗ thần niệm to lớn. Sau khi hồ vĩ đạo tôn và lang xuyên quân là những người đầu tiên cảm nhận được, thì ngay lập tức quay về thần điện quỳ bái sư phụ của họ. Đây là lần đầu tiên sau 3.000 năm im lặng, âm sơn lão tổ đã truyền ra dao động của thần niệm. Lang Xuyên Quân và Hồ Vĩ Đạo Tôn quỳ trước tượng thần một cách thành kính vô cùng, sẵn sàng lắng nghe thần ngữ. Nhưng chờ đợi rất lâu sau đó cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, và rồi sóng dao động của thần niệm cũng biến mất. Tại sao, ma đạo khởi động sức mạnh của mệnh bàn sát phá lang, tại sao lão tổ vẫn chưa hiển linh? Lẽ nào ông ấy thực sự chưa hai mắt nhìn tổ đình của âm sơn hủy dưới tay ma đạo sao? Lang Xuyên Quân hỏi không, lão tổ đã điểm lối cho chúng ta rồi hồ vĩ đạo tôn nhìn tượng thần của âm sơn lão tổ nói lang xuyên quân ngẩng đầu lên nhìn phát hiện bàn tay vốn đặt trên đầu gối của âm sơn lão tổ đã hơi dơ lên chỉ về hướng tây nam tây nam của tổ đình âm sơn được gọi là đỉnh người chết đỉnh người chết chính là nơi ở của người đứng đầu trong thập nhị sát quân âm sơn kẻ này đã ở ẩn cùng lúc với âm sơn lão tổ một mực bế quan để giác ngộ kinh người chết ý ngươi là lão tổ muốn chúng ta đi cầu cứu người đó hả à? lang xuyên quân hỏi không sai thời đại mạt pháp, thiên tôn không xuất hiện, lão tổ cũng không thể xuất hiện, nếu muốn chân áp mệnh bàn sát phá lang, chỉ có thể thỉnh người đó xuất sơn. Hồ Vĩ Đạo Tôn nói, chẳng lẽ 10 vạn đệ tử chính quy của âm sơn ta cố thủ vô số pháp trận huyền quan cũng không thể ngăn cản đệ tử ma đạo sao? Ngăn không được, cây cầu hắc bức sinh tử chính là nơi phòng thủ kiên cố nhất của tổ đình âm sơn ta rồi, giờ đây ngay cả tử linh hắc long cũng bị chân áp. 10 vạn đệ tử chính quy chưa chắc sẽ giữ được tổ đình âm sơn. Hồ Vĩ Đạo Tôn cười khổ lắc đầu nói: "Chương 436, dưới núi Thái Âm 2. Hiện giờ cách ngày giả dạ quang niết bàn chỉ còn 5 ngày thôi, chỉ cần kiên trì thêm 5 ngày nữa, không cần người đó ra tay, Phùng Mông cũng có thể tế suốt nguyệt ma tam tiến. Tôi chỉ lo chúng ta trụ không nổi đến 5 ngày." Hồ Vĩ Đạo Tôn thở dài nói: "Sư huynh, cho dù chúng ta có đi cầu người đó, người đó cũng vì tổ Đinh Âm Sơn mà suốt quan sao?" Lang Xuyên Quân cười khẩy nói: "Bất kể hắn có lai lịch thần bí như thế nào, bây giờ trung quy vẫn là người của âm sơn chúng ta rồi hơn nữa lần này còn là chỉ dẫn từ thần niệm của lão tổ hồ vĩ đạo tôn nói thân phận của sát quân thứ nhất của âm sơn không được đạo tàng ghi chép lại ngay cả người trong âm sơn pháp mạch cũng không biết đến lai lịch của người này người duy nhất biết thân phận của hắn chỉ có âm sơn lão tổ hắn quá kiêu ngạo chưa chắc sẽ chịu nghe lão tổ cứ thử xem lang xuyên quân cùng hồ vĩ đạo tôn thương lượng xong thì đi ra khỏi thần điện thì triển thân pháp bay đến đỉnh người chết đỉnh người chết có hình dạng giống như một chiếc quan tài dựng đứng, âm u quỷ dị, hướng thẳng lên bầu trời. Bốn mặt đều là vách đá thẳng đứng, không có lối dẫn lên đỉnh núi. Âm sơn đệ nhất sát quân sống ở ngay sườn núi, tự xưng người chết trong quan, tu hành theo kinh người chết mà không ai biết nguồn gốc. Theo truyền thuyết, kinh người chết ghi chép lại vong hồn đại đạo mạnh nhất, dựa vào đại đạo này vong hồn có thể chứng thiên tôn. Từ cổ trí kim, vẫn chưa có vong hồn nhân gian nào chứng được thiên tôn, ngay cả tướng vong hồn truyền kỳ ma đạo Bắc Minh Tú cũng không thể đột phá, chỉ dừng ở đỉnh cao nửa bước thiên tôn. Năm đó mà đạo tổ sư pháp truyền lục đạo, đảo Kim Ngao nổi tiếng là nơi tập trung của vạn tiên. Không chỉ mỗi đại quân yêu tộc dẫn đầu bởi lưu phong thiên tôn, còn có một đại quân vong hồn to lớn mà bí ẩn, tướng thống soái chính là Bắc Minh Tú. Nghe nói, chiến lược đỉnh cao của Bắc Minh Tú có thể so với ngũ phương quỷ đế của âm ti, chỉ còn cách thiên tôn một màng mỏng. Trong trận chiến phong thần, đại quân vong hồn ma đạo tại Bắc Hải bị nhân, tiên hai đạo mai phục phây sát, toàn quân bị diệt, Bắc Minh Thú phải ôm hận dưới kiếm của nhân đạo thiên tôn hỏa long chân nhân. Giờ khắc này, lang xuyên quân cùng hồ vĩ đạo tôn đã đến dưới chân đỉnh người chết, mỗi người tế suốt một đạo thần niệm đánh vào trong núi. Sau khi đánh vào thần niệm, đỉnh người chết không có động tĩnh gì, tiếp đó có vô tận khí đen từ khe nước tuôn ra, không khí chết chóc bao trùm. Hồ vĩ, lang xuyên, tại sao lại đánh thức ta? Một giọng nói khàn khàn, lạnh lùng, tàn nhẫn vang lên từ sườn núi. Đại sư Huynh, tổ đình âm sơn có tai họa diệt phong, ta là lang xuyên quân nhận được chỉ dẫn của lão tổ đến để cầu cứu đại sư Huynh. Hồ Vĩ Đạo Tôn Thần Thái cung kính nói, ô, âm ti lại đến công đánh âm sơn, không phải âm ti, không phải âm ti, ô, vậy là nhân đạo hay tiên đạo? Giọng nói trong đỉnh người chết lại hỏi, là ma đạo, lang xuyên quân nói to. Sau khi lang xuyên quân nói ra hai từ ma đạo, đỉnh người chết đột nhiên bắt đầu rung chuyển, cùng với sự dung chuyển của núi, cát đá và bùn đất rơi là tả. Phải rất lâu sau đó đỉnh người chết mới lấy lại được yên tĩnh. Ma đạo không phải đã diệt vong rồi sao? Sao lại còn ma đạo trên thế gian này? Giọng nói nghe có vẻ bình tĩnh nhưng ẩn chứa đằng sau là sát khí hủy diệt vô tận và sự tức giận khôn cùng. Chuyện này phải bắt đầu kể từ trận chiến giữa Đàm Cửu Long, Hoàng Hà Nương Nương và Đạo Môn. Tiếp theo, Hồ Ly Đạo Tôn kể lại toàn bộ câu chuyện tái xuất của ma đạo. Bắt đầu từ lúc Thùy Hòa thức tỉnh phá quân, cho đến thất sát và tham lang quý vị, ma đạo ở hàn hoang rừng chân cắm rễ. Ma đạo tổ sư tạ lan, ha ha ha, người ở trong đỉnh người chết cười to, theo tiếng cười của người nay, đỉnh người chết cũng bắt đầu rung lắc, dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ, hoặc là nước toát ra. Con nít vô tri cũng dám tự xưng ma đạo tổ sư. Nên giết, nghe hắn nói như vậy, lang xuyên quân cùng hồ vĩ đạo ton hai người nhìn nhau, đều lộ ra một chút vui mừng. Không biết đại sư huynh khi nào xuất quan. Hồ Vĩ Đạo Tôn cùng Lam Xuyên Quân đồng thanh nói, đến ngày đại quân ma đạo giết lên đến thần điện lão tổ, sẽ là ngày ta phá quan. Trước lúc đó, đừng đến quấy giày ta, theo cùng với việc tôi, Thùy Hỏa và Khương Tuyết Dương ba người đồng thời giải phóng sức mạnh mệnh cách, một chút thần quang còn sót lại trong đôi mắt của tử linh hắc Long cũng tắt ngúng, khi thế vô đối của thân rồng bắt đầu co cứng lại, đợi đến khi vảy rồng biến mất, thì biến thành cây cầu hắc bức sinh tử. Lúc này, ý chí của những vong hồn cũng đều bị phai mờ. Sau đó, đại quân ma đạo bước đi qua cầu, tiếp tục hướng về phía tổ đình âm sơn mà tiến bước. Đường đi khó khăn, trên đường không ngớt những nguy hiểm và uế vật, cơ quan, cạm bẫy trùng điệp, lại còn có các pháp trận của đệ tử chính quy âm sơn đột kích bí mật. Lại phải mất gần hai ngày trời, chúng tôi mới đến được chân núi Thái Âm nơi đặt tổ đình của âm sơn. ngẩng đầu nhìn núi Thái Âm chỉ thấy mây buồn u ám, gió âm hưu hưu, sát khí quân uy dội thẳng lên trời. Năm đó 10 vạn âm quân của âm ti công đánh âm sơn, một nửa số đó đã bị trấn áp dưới chân núi Thái Âm. Đến nỗi mà hậu thế của âm ty còn đặc biệt tạo ra một chú ngữ chuyên dùng để áp chế quỷ túy này, thiên trường thủy địa trường thủy kim trường thủy tam thủy bính nhất thủy, khiếu đại quỷ thỉnh nhị quỷ tứ cá tiểu quỷ bà ma, thôi tránh thôi tránh chuyển đảo thôi đảo chuyển, như nhược bất chuyển áp tại thái âm sơn hạ Diệt. Vì vậy mà âm ty mới để lại một câu nói, lay động đất trời dễ, lay chuyển núi thái âm khó. Giờ đây, núi thái âm mà âm ty lay không nổi đang ở trước mặt đại quân ma đạo chúng tôi rồi chương 437, ba người lên núi một Khi đại quân ma đạo đến trước núi Thái Âm, chỉ còn cách giả quang niết bàn đúng 3 ngày nữa thôi. Vào thời điểm này, đại quân ma đạo chỉ còn không đến 5.000 người sống sót, chiến lược chủ yếu vẫn nằm ở trung tướng, và cả bốn vạn vong hồn trong hạo kỳ của Thùy hỏa Sau khoảng thời gian 3.000 năm, núi Thái Âm lại có cuộc chiến diễn ra. Năm đó khi âm ti công đánh âm sơn, tùy binh đưa đến không nhiều, nhưng họ đều là hàng tinh nhuệ cả, và lúc đó họ không bị hạn chế bởi thời đại mặt pháp, thứ đôi bên đấu nhau là đạo hạnh, là sức mạnh chiến đấu đỉnh cao. Nay thời đại mặt pháp vẫn chưa kết thúc, trận chiến với núi Thái Âm lại là đại quân đối quyết. Quân đoàn vong hồn ma đạo đối đầu với 10 vạn đệ tử chính quy Âm Sơn, tiếp đó là pháp trận với cuộc tấn công, sau cùng mới là quyết chiến giữa các tướng thống lĩnh quân đoàn. Hiện tại, Âm Sơn đã xác nhận các tướng lĩnh cấp lãnh đạo có Lang Xuyên Quân, Hồ Vĩ Đạo Tôn, Lạc Thủy Tiên Tử, Can Diện La Sát, Cửu Âm Câu Hồn Thủ lục đại hộ pháp thiên vương, tuần âm thập nhị sứ và các siêu cấp cường giả với cảnh giới nửa bước thiên tôn. Chiến lực của bản thân lang xuyên quân đã bị đánh giá thấp, sức mạnh của kẻ này đáng ra trên cả hoàng kiêu, mà đạo có thể đối chiến với ông ta cũng chỉ có thủy hỏa và tôi. Hồ vĩ đạo tôn xếp thứ năm trong âm sơn thập nhị sát, tu luyện nhiều năm như vậy, mặc dù sức mạnh của ông ta không bằng lang xuyên quân, nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Lạc thủy tiên tử cũng còn dễ, người này chiến lực không mạnh, nhưng trận mê ly phương hồn của ả cũng rất gì và này nọ. Can diện là sát giỏi huyễn thuật và thao túng khí của quỷ thật, và lại tinh thông pháp trận quỷ thật, trước đó ở trận Sơn Hải quan đã được lĩnh hội lực chiến phân thân của cô ta. Cửu âm câu hồn thủ là đệ nhất sát tướng dưới trướng của Lang Xuyên Quân, trong những năm gần đây, âm Sơn Pháp Mạch đã bắt đầu tàn hại nhân gian, từng trinh phạt không biết bao tông môn âm nhân trong thiên hạ, sát tướng đứng đầu chính là cửu âm câu hồn thủ. Kẻ này cùng Lang Xuyên Quân thuộc dạng cha truyền con nối, cùng tu hành tà pháp cửu chuyển huyền âm tàn nhẫn độc ác hấp thụ nguyên âm của đồng nữ chuyển hóa thành cửu âm sát khí câu hồn đoạt phách giết người không để lại dấu vết cái gọi là cửu âm kỳ thực cũng là chỉ cửu u vạn vật trên thế gian đều chứa dương lẫn âm khí tiên thiên cửu u dưới lòng đất không phân thiện ác thậm chí nó còn có thể nuôi dưỡng âm dương nhưng hậu thế lại tế luyện thành tà pháp cửu âm sát khí thật sự là tà ác và tàn độc vô cùng không chỉ hại đến người sống thậm chí âm hồn cũng không thể thoát được âm sơn pháp tịch ghi chép lại 6 loại âm thuật thần thông do vậy nên mới sinh ra lục đại hộ pháp quỷ vương lần lượt là mê hợp quỷ vương sung khai quỷ vương khiếu hồn quỷ vương tỏa hồn quỷ vương khu hồn quỷ vương điều hồn quỷ vương chiêu tài quỷ vương lục đại hộ pháp quỷ vương này lực chiến đơn lẻ của từng người cũng rất mạnh mà đạo có kiêm hà bạch vô nhai lâm thanh thủy và vài tướng soái khác có thể tiếp được trong đám đệ tử chính quy đời thứ hai của âm sơn tuần âm thập nhị sứ địa vị ở âm sơn khá cao chỉ đứng sau Âm Sơn thập nhị sát, thực lực vượt xa nửa bước Thiên Tôn bình thường. Ngoài những chiến tướng cấp thủ lĩnh được giới thiệu ở trên ra, đệ tử chính quy Âm Sơn còn thiết lập 36 Âm Sơn Quỷ Tướng tương ứng với Âm Ti, sức chiến đấu của Âm Sơn Quỷ Tướng cũng ngang mức nửa bước Thiên Tôn. Trước tiên không nói đến đại quân 10 vạn đích hệ của Âm Sơn, chỉ xét lực chiến đỉnh cao thì cũng bỏ xa Ma đạo rồi. Núi Thái Âm là nơi đặt tổ đình của Âm Sơn, tồn tại hàng ngàn năm bối cảnh thâm hậu có thể mượn trận pháp và cảm bẫy để xây nên tuyệt cảnh tử địa bất tận cho ma đạo. Với suy nghĩ này, không có gì lạ lúc đó Mộ Dung Nguyên Duệ nói, cho dù là tiên đạo bọn họ quét sạch âm sơn thì cũng phải thương tổn đến gân cốt. Bản thân ma đạo của tôi binh lính có thể dùng được cũng không nhiều, cao thủ đỉnh cao cũng ít đến đáng thương. Nếu muốn giết lên đến tổ đỉnh âm sơn, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của mệnh bàn sát phá lang mà thôi, trừ cách này ra thì không còn lựa chọn nào khác. Cái gọi là sát phá lang tam phương tứ chính, không phải dùng để chỉ sự dung hợp của công pháp và thần thông, càng không phải việc dựng nên pháp trận huyền ảo gì đó, mà là một nguồn sức mạnh định mệnh không thể giải thích được. Chỉ cần ba người tề tâm cùng làm một việc, vậy thì việc này chắc chắn sẽ thành. Còn về việc thực hiện như thế nào, cũng không có tài liệu tham chiếu cụ thể, chỉ có thể nói tự trong sâu thẳm ắt sẽ có số. Từ lúc tái xuất ngọc môn quan, mà đạo và âm sơn mỗi khi giao tranh cũng đều là lấy ít thắng nhiều, chiến càng ngày càng huyền bí do là liên quan đến mệnh bản sát phá lang tam phương tứ chính. Số mệnh này cũng không hẳn là không thể phá giải, bởi vì khi đối mặt với lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, bản thân số mệnh chắc chắn là không tồn tại. Cũng như việc con kiến dưới ngón tay của con người thì nó có thể có số mệnh gì được chứ? Sống chết cũng hoàn toàn nằm trong một khoảnh khắc ý định của con người. chương 438, ba người lên núi 2. Thời đại mạt Pháp, thiên tôn và chư thần không xuất thế, không ai có thể dễ dàng phá vỡ số mệnh sát phá lang tam phương tứ chính được, đây cũng là việc mà ma đạo thực sự tự tin khi đối đầu với âm sơn. Âm sơn pháp mạch cũng vì biết được điểm này, nên mới sớm bắt A Lê đi, muốn tế xuất nguyệt ma tam tiến phá giải mệnh bàn, chỉ cần giết được một người thì mệnh bàn cũng đã được phá giải rồi. Chỉ còn thời gian 3 ngày, chúng tôi không dám chậm trễ, sau khi chỉnh đốn lại cơ cấu quân đội, chúng tôi bắt đầu hành quân lên núi Thái Âm. Núi Thái Âm giữ tận như hung thú vậy, truyền thuyết rằng do Thái Cổ Thi Thú đắc đạo vọng thiên hống mà hóa thành, đặt trên lối thông giữa nhân gian và vực sâu cửu u âm cực. Vọng Thiên Hống và Tam Đại Thần Thú hỗn độn là cùng một thời kỳ, đều là âm sát hung ma, bản thân có oán hận sâu sắc lại còn hấp thụ lượng khí địa âm vô tận, lực hủy diệt của âm cực sinh sát cực lớn, oán khí nuốt chửng lên tận trời cao. Sau bị tộc thủy kỳ lân giết chết, linh hồn dần tiêu biến hóa thành núi thái âm. Theo truyền thuyết, năm đó âm sơn lão tổ có thể đánh bại hai quỷ đế của âm ti mà không rơi vào thế hạ phong, đó là vì đã mượn sức mạnh ý chí còn sót lại của vọng thiên hống sai này tôi mới hay âm sơn lão tổ bế tử quan không ra căn bản không phải vì muốn trốn ở một nơi tìm đại đạo của bản thân càng không phải muốn tu sửa những thiếu sót hạn chế trong âm sơn pháp tịch mà là để ngộ được ý chí của vọng thiên hống một khi thành công âm sơn lão tổ rất có thể sẽ ngưng tụ ra được thú thân của vọng thiên hống thú thân vọng thiên hống uy lực còn xếp trên cả ngọc hoàng bá thể của ngọc hoàng đại đế tiên đạo đến lúc đó âm sơn pháp mạch sẽ vượt xa cả nhân đạo tiên đạo mà đạo mà trở thành đệ nhất đạo môn của nhân gian. Đường núi hiểm trở, lại u tối, ảm đạm, trên núi có những cây thông, cây bách thân thấp sinh trưởng, cứ như những con thoi đen kịt chi chít dựng đứng ở vậy. Thỉnh thoảng trên những cây thông và cây bách, có thể nhìn thấy những xác chết treo cổ, bên cạnh đó còn có vô số quan tài treo trên vách núi. Những người chết này thực ra đều là đệ tử chính quy của âm Sơn. Khương Tuyết Dương nói, đệ tử chính quy âm Sơn tại sao lại không có người đến nhặt xác mà nhập liệm. Tôi hiếu kỳ hỏi. Đây là cách thức chết do họ chọn lấy, chỉ có như vậy mới có thể hiến tế ý chí cho âm sơn sau khi chết đi. Khương Tuyết Dương nói, đệ tử chính quy của âm sơn không giống với các đệ tử tà môn ngoại đạo như quỷ vương tông, dù rằng tâm tính bọn họ cũng thay đổi rất lớn, không phân thiện ác, nhưng sâu trong tâm tính vẫn là lưu giữ giáo huấn truyền đạo của âm sơn lão tổ Trần Dương. Sau khi chết nói đạo gì nữa, phó thác thân thể cho núi non. Âm sơn pháp mạch có thể được xưng làm đạo thứ tư của nhân gian, cũng không phải là không có gì để học hỏi. Càng đi sâu hơn vào núi Thái Âm, tinh thần càng cảm nhận rõ áp lực gia tăng. Loại áp lực này đến từ động cơ giết người ẩn náu trong bóng tối, và bao gồm cả ý chí bảo vệ của đệ tử âm Sơn mà núi Thái Âm cô động trong hàng ngàn năm. Một khi kẻ thù đột nhập, những ý chí bảo vệ này sẽ biến thành những động cơ giết người vô hình, át lấy tâm trí của kẻ thù. Đại quân ma đạo càng đi càng chậm, chịu lấy áp lực trên phương diện tinh thần, nên lượng thần niệm bị tiêu hao là cực lớn. Chiến tướng với lực chiến mạnh thì không sao, nhưng còn đệ tử âm nhân và binh sĩ hồ tộc Thanh Khâu thì đã bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi. Đến lúc này tôi mới hiểu được, vì sao âm sơn pháp mạch lại để chúng tôi lên núi mà không phái quân ra chặn. Thực ra vào thời khắc chúng tôi leo núi Thái Âm, thì chiến tranh đã bắt đầu rồi. Nếu cứ giữ tốc độ hành quân này, mà đạo trong ba ngày cũng không thể lên được tổ đình âm sơn. Cho dù miễn cưỡng lên được, thì cũng không thể đánh thắng đại quân 10 vạn đệ tử chính quy âm sơn. Thấy vậy, Thùy Họa ra lệnh cho toàn quân tạm ngừng tiến lên không ngờ ý chí bảo vệ của núi thái âm lại mạnh mẽ đến vậy chẳng trách trong ba ngàn năm này âm ty không có ý định đánh lên núi thái âm lần nào nữa tôi cảm khái vạn phần nói so với đảo kim ngao của ma đạo mà nói thì âm sơn có là gì khương tuyết dương nói khương tuyết dương nói đảo kim ngao lúc bấy giờ mặc cho nhân tiên hai đạo long tộc âm ty và các đại quân khác vây đánh thì vẫn cứ vững như bàn thạch tham lang hộ pháp thiên tôn với một vạn tiên trận diệt hết tất cả cường địch trên đảo chỉ tiếc là ma đạo đã không còn là ma đạo năm đó nữa, mà âm sơn nay lại còn vững vàng và hùng mạnh hơn âm sơn khi trước. Khương tướng, đại quân không lên đó được, trận này phải đánh thế nào đây? Bạch Hà sầu hỏi, ông và Kiêm Hà, liều phòng vũ ở lại đây để sửa sang, rồi từ từ lên núi, ta cùng đạo tổ, lâm tướng quân lên trước mở đường, giết lên tổ đỉnh âm sơn. Khương Tuyết Dương nói, âm sơn kẻ mạnh đỉnh cao rất nhiều, càng có quân uy sát phạt của 10 vạn đại quân, chỉ dựa vào ba người thì sao mà đối phó. Bạch Hà Sầu lo lắng hỏi, Lưu Tham Quân, từ lúc bắt đầu thì ông đã nên biết rằng, mà đạo chiến với âm Sơn, cái chiến đấu cuối cùng chính là sát phá lang tam phương tứ chính. Thùy Họa ngữ khí quả quyết nói, chương 439, Long Chiến ư giã một. Thùy Họa nói xong, cưỡng chế giải phóng ý chí tử thần đem phong lâm hỏa sơn bốn tướng thu lại vào trong long hồn hạo kỳ, tiếp đó xài bước về phía đỉnh núi, tôi và Khương Tuyết Dương đi theo phía sau. Với tu vi hiện tại của chúng tôi, ý chí bảo vệ núi thái âm không có chút ảnh hưởng gì đến chúng tôi chỉ là núi thái âm này được hóa thành từ thú thân của thi thú vọng thiên hống chịu sự áp chế từ nó mà không thể ngự không phi hành thôi dần dần chúng tôi đi khuất khỏi tầm mắt của đại quân ma đạo tâm trạng của ba người cũng trở nên thoải mái hơn từ trước đến nay thương vong của đại quân ma đạo vẫn cứ như ngọn núi đè nén trong lòng tôi vậy không được giải thoát dù chỉ một khắc không riêng gì tôi khương thuyết dương và thùy hỏa cũng vậy ma đạo năm đó là một bộ sử thi bi kịch bây giờ ma đạo tái xuất cũng mang đậm hơi hướng bi kịch như thế. Không có gì cả, vật lộn để sống sót, bên trái là địa ngục, bên phải cũng là địa ngục, chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ rơi xuống vực sâu. Đang đi, thì Khương Tuyết Dương đột nhiên cười nhẹ thành tiếng. Cô cười gì đấy, Thùy Họa dừng bước ngoảnh về phía sau nhìn cô ấy hỏi. Cười hai người các ngươi, sắc mặt người này còn tệ hơn người kia. À, ta không thể cười được trước xác chết của các đệ tử âm sơn nằm giải rác trên khắp các nơi trên núi và đồng bằng. Thùy Họa lạnh lùng nói, "Vậy, đối mặt với Tạ Lan thì sao?" Khương Tuyết Dương hỏi, nghe cô ấy hỏi, Thùy Họa quay sang nhìn tôi, vừa hay vào thời khắc này tôi cũng quay sang nhìn Thùy Họa. Trên thực tế, tôi có rất ít tương tác về mặt tình cảm với Thùy Họa, cũng bởi vì điều này, mỗi khi có đều cảm giác như rất quý giá. Trong khi tôi đang băn khoăn cô ấy sẽ trả lời như thế nào, nhưng không ngờ rằng cô ấy lại chủ động đi đến và nắm lấy tay tôi. "Giờ thì cô mãn nguyện rồi chứ?" Thùy Họa hỏi, "Ừm." Um, Đời này chỉ mong cô và tạ Lan Bạch đầu dai lão, yêu thương không bao giờ chia ly. Khương Tuyết Dương khẽ gật đầu, còn bản thân cô thì sao? Ta, chỉ cần nhìn thấy hai người hạnh phúc là được rồi. Trời sinh mệnh của cô chỉ là đối với người khác, với tạ Lan thì vô dụng, sát phá lan thân thiết vô đối. Thùy Họa nhìn chằm chằm vào Khương Tuyết Dương, nụ cười khẽ nở trên khóe môi. Cô nói bậy gì vậy? Khương Tuyết Dương lập tức đỏ mặt. Cha, đáng tiếc khi hai người chỉ có tình thầy trò, nếu không ta không ngại tạ lan cưới cô đâu, nếu anh ấy cưới cô, ta cam tâm làm thiếp. Thùy Hòa càng nói càng không ra gì, không chỉ Tuyết Dương không nói nên lời, ngay cả tôi cũng phải đỏ mặt. Giữa tôi và Khương Tuyết Dương thực sự có một tình cảm sâu đậm, nhưng không liên quan gì đến tình cảm nam nữ. Sau giây phút thư giãn, phía trước đột nhiên tràn ra một luồng khí quỷ thận nồng đậm, trong màn sương mù đen kịt thấp thoáng rất nhiều quỷ ảnh, không biết ẩn nấp trong đó là bao nhiêu binh mã. Thấy vậy, tôi lập tức lao tới phía trước, để lại Thùy Hỏa và Tuyết Dương ở phía sau. Để tôi, tôi nói, em giúp anh át trận. Thùy Hỏa nói xong liền rút đao chân yêu, giải phóng sát khí quân uy ra. Không cần, anh muốn thử xem kiếm của anh hiện giờ có thể chặn được bao nhiêu binh. Theo truyền thuyết, mà đạo tổ sư một thân chiến cả ba ngàn dặm, một kiếm có thể ngăn trăm vạn bậc thầy, tuy là cách nói này có phóng đại một chút, nhưng sức mạnh chiến đấu giống như đại dương bao la, rộng lớn của ông ấy là có thể thấy được. Sau khi thức thần hấp thụ mảnh vỡ của ma kiếm, Việc tu hành ma kiếm của tôi cũng tiến bộ vượt bậc, tôi muốn xem thử liệu kiếm khí của tôi có thể chống lại cái uy của đại quân sát phạt không. Trong quỷ thận chi khí mai phục không biết bao nhiêu binh mã, tướng lĩnh binh là người đầu tiên xuất hiện, chính là mê hợp quỷ vương của lục đại hộ pháp quỷ vương âm sơn cùng đồ đệ của lang xuyên quân, can diện la sát. Mê hợp quỷ vương cũng giống như can diện la sát vậy, giỏi thao túng quỷ thận chi khí, tàng binh độn giáp, xuất quỷ nhập thần, hai người này liên thủ để phục kích và diệt địch là phù hợp nhất. Trước khi tôi rút kiếm đón địch, Khương Tuyết Dương đã duỗi tay, tặng thêm cho tôi chúc phúc của phong thần, khiến tốc độ xuất kiếm của tôi đạt đến giới hạn cao nhất. Sương mù quỷ thận ở trước tôi chăm trượng, ban đầu can diện la sát trông thấy chúng tôi, trên mặt còn lộ ra chút do dự, nhưng khi cô ta phát hiện chỉ có mình tôi đứng ra nghênh địch, thì lập tức trên mặt xuất hiện thần sắc ngoan độc. Sau khi cùng mê hợp quỷ vương nói vài câu, hai người hai tay kết pháp, quỷ thận chi khí lập tức hóa thành một cổng thành. Trong cổng thành, sát khí sung thiên, quỷ khí tràn ngập. Tạ Lan, nghe nói người bằng lực của bản thân mà phá quỷ thành thanh ôn của âm sơn ta, không biết người có gan dám vào thành mê hợp của ta chiến đấu không đây? Mê hợp quỷ vương đứng trên đỉnh thành lớn tiếng nói, được, tôi nắm chắc kiếm trong tay, chân bước thong rong vào thành, cổng thành lập tức đóng lại sau tôi bước vào trong. bốn 440, Long Chiến Ư Giã 2 Trong thành trống không, bốn bề chỉ có các đệ tử chính quy của âm sơn đứng trong trung tâm các pháp trận, ước chừng không dưới vạn người tôi đi đến giữa thành sau đó các đệ tử chính quy của âm sơn bắt đầu khởi động pháp trận sát cơ bắt đầu trở nên nặng nề hơn trên trời trong màn sương mù quỷ thận đang cuộn trào từng đợt sấm mặt đất tràn ngập khí đen dường như có thể nghe được những thanh âm của quỷ khóc cùng bách thú chu chéo may mà thức thần của tôi đã được tôi luyện qua một lần nếu vẫn còn như lần đối chiến với quỷ thành thanh ôn chắc chắn ngũ cảm lục thức sẽ hỗn loạn hết cả một lúc sau phía đông là nơi đầu tiên truyền đến tiếng thú gầm lên như sấm tiếp đó các con thú gầm lên liên tục từ bốn phía, sát khí sừng sững như núi, không ngừng tăng lên. Âm sơn pháp mạch tu hành loại âm thuật, không giống với đạo môn truyền thống lấy lôi pháp làm trung tâm và tu hành theo ngũ hành thuật pháp, hầu hết các thần thông thuật pháp của bọn họ đều liên quan đến thú thân và thú hồn. Ví dụ như, huyết thú đào một trước mắt đây, cùng độc nhãn phi, và các linh hồn thú khác mà đệ tử âm sơn nhờ vào pháp trận triệu hồi đến. Cái gọi là linh hồn thú, là hồn phách của nhân loại từng bị âm sơn pháp mạch giết hại, hoặc là các cô hồn dã quỷ bị bắt từ nhân gian về để hút đi hồn năng, nhờ vào tà pháp mà tế luyện thành thú hồn cường đại, được gọi là linh hồn thú. Thuật này rất nham hiểm và độc ác, lấy linh hồn con người tế luyện thành thú hồn, quả là vô nhân tính, vô nhân đạo. Một linh hồn thú ở cảnh giới nửa bước thiên tôn, số lượng hồn người cần thiết là hơn cả vạn rồi. Trong thành tiếng thú gầm vô tận, không biết bao nhiêu người vô tội đã bị hại chết, săn lùng biết bao nhiêu cô hồn dã quỷ mới có thể tế luyện ra nhiều linh hồn thú như vậy so sánh với linh hồn thú thì ngay cả huyết thú đào một bạo ngược cũng trở thành chiến lược cấp thấp mà thôi sát khí vẫn trồng chất từ phía tôi càng ngày càng cảm thấy áp lực lớn dần trong tiếng thú gầm mang theo tiếng sấm vang có cả tiếng sét tiếng sóng vỗ ảo ạt có cả tiếng đá vụn lăn lông lốc rồng ngâm hổ gầm sói chu chó sủa rắn rít chim kêu hỗn loạn vô cùng cứ như đợt thú chiều lao về phía tôi vậy trước khi linh hồn thú gây loạn tôi đã vùng thanh kiếm vấn thiên trong tay với tốc độ cực cao tim ma đập mạnh như nhịp trống thất sát pháp tác cùng với ma kiếm dung hòa thành một, giải phóng từng đợt kiếm khí hình rồng. Đợi đến lúc đợt linh hồn thú sắp tiến đến gần, tôi đột một chia kiếm khí hình rồng xung quanh mình thành bốn phần để đối địch với bốn mặt thú triều. Trong miệng niệm, long chiến ư dã, kỳ huyết huyền hoàng. Nghĩa là rồng chiến đấu trên đồng nội, máu của nó có màu vàng xanh. Long chiến trong trường hợp này là cuộc chiến giữa âm và dương, dã đối ứng với mê hợp thành, chứa đựng quyết tâm công phá thành trì. Huyền hoàng, lần lượt đề cập đến màu sắc của trời, đất. Trời và đất là âm dương lớn nhất, kỳ huyết huyền hoàng, ý muốn nói rằng âm dương giao tranh, máu chảy không ngừng. Tu hành ma kiếm là tùy thuộc vào mỗi người, không có khuôn mẫu. Sau khi hình kiếm khí bắt đầu hóa rồng, tôi liền tự mình nhìn ngẫm ma kiếm ngự long quyết thuộc về riêng mình. Trung Nam Sơn tôi theo Khương Tuyết Dương tu hành, không bàn việc thông thạo đạo tàng, cũng đã được lợi rất nhiều, trước mắt chiêu thức ma kiếm ngự long quyết này được tôi từ đạo tàng kinh dịch chuyển hóa mà thành. Máu không cạn sẽ không ngừng chiến đấu, rất thích hợp cho một chiêu phản kích. Có thể ngộ được ma kiếm Ngự Long quyết này trong tình thế đầy rẫy nguy cơ, đó là điều kiệt xuất mà tôi làm được nhưng người khác thì không, giỏi thông hiểu đạo lý, đầu óc nhanh nhạy. Bốn luồng Long hồn kiếm khí rất nhanh đã dung hợp và ngưng tụ thành bốn con chiến long với ý chí chiến đấu oai hùng đồng thời cũng hàm chứa sức mạnh hủy diệt, giết về bốn phía linh hồn thú triều. Cuộc giao tranh thê thảm vừa mới diễn ra, tòa thành mê hợp này bắt đầu lay chuyển trong sự chấn động oanh liệt mặt đất dưới chân rung chuyển, quỷ thận chi khí nhiều như nước chiều dâng. Bốn tiếng rồng gầm, như trận gió kịch liệt thổi vào cỏ, linh hồn thú cùng chiến long đồng thời giết lên. Chiến long mặc dù uy mãnh, suy cho cùng cũng hạn chế về số lượng, căn bản là chịu không nổi ảnh hưởng của linh hồn thú chiều. Chiến long phía đông là con đầu tiên sụp đổ, phân tán, chẳng mấy chốc, ba con chiến long ở phía tây, bắc và nam cũng lần lượt sụp đổ. Ngay vào thời khắc này, đợt long hồn kiếm khí thứ hai của tôi cũng đã thành hình. Lại là bốn tiếng rồng rít lên tận trời cao, bốn con chiến long hoàn toàn mới được tạo ra lần nữa xông về bốn phía. Thần niệm thức thần của tôi gần như vô tận, có thể tùy ý phóng thích long hồn kiếm khí, khiến cho nếu như mê hợp quỷ vương cùng can diện la sát chỉ dự tính đoạt mạng tôi bằng linh hồn thú chiều, thì bọn họ đã thực sự tính sai rồi. Linh hồn thú này là nguồn chiến lực quan trọng của âm sơn pháp mạch, lại bị bốn con chiến long không đáng tiền của tôi liều mình giết lấy, khiến gương mặt của mê hợp quỷ vương đen như đít nổi vậy. Và lại lượng linh hồn thú này cũng không phải triệu hồi không, mà làm hao tổn cực lớn lượng thần niệm của đệ tử chính Quy Âm Sơn. Chiến Long không chỉ đồ sát linh hồn thú triều, mà còn có sức mạnh phá hủy tòa thành. Bốn mặt tường trong mê hợp quỷ thành đang phải chịu tác động Long uy xung kích của Chiến Long, trong khi các linh hồn thú lần lượt đối mặt với việc bị tiêu diệt, bức tường thành do quỷ thận chi khí hóa thành cũng xuất hiện vết nứt, bất kỳ lúc nào cũng có nguy cơ sụp đổ. Cuối cùng, tiếng gầm của thú dần biến mất, cho đến cuối cùng một tiếng rên rỉ ai oán của linh hồn thú tắt đi bốn mặt tường thành nghiễm nhiên sụp đổ mê hợp quỷ vương cùng can diện la sát thấy vậy liền chia hai hướng chạy thoát về phía tổ đình âm sơn nhưng vào lúc này trong tôi vẫn còn hàng trăm luồng long hồn kiếm khí vẫn chưa dùng cạn liền phân thành hai luồng hai con chiến long nhanh như chấp hướng về hai người bọn chúng mà truy sát mê hợp quỷ vương là người đầu tiên bị giết còn can diện la sát chỉ là một phân thân nữ tử này thực sự rất xảo trá, thật không ngờ lần này xuất trận vẫn không phải là bổn tôn. Đối với hàng chục ngàn đệ tử chính quy âm sơn trong thành này, vào thời điểm thành bị phá đã bị long uy của chiến long xóa sổ hết cả, tàn hồn cũng không còn. chương 441, vùng đất bằng phẳng một Mê hợp thành đổ sụp xuống, tiếp đó quỷ thận chi khí tan dần huyến tưởng cũng biến mất, chỉ còn lại tôi một mình đứng trên đường núi, xung quanh toàn là thi cốt. Mà toàn bộ quá trình giết chóc chỉ tốn thời gian một nén nhang, hậu thế đạo tàng đánh giá trên con đường thành danh của ma đạo tổ sư tạ lan hai tòa thành của âm sơn pháp mạch là đóng góp nhiều nhất trước là thanh ôn quỷ thành sau lại là mê hợp thành do đó đạo tàng đã đặc biệt viết ra một bộ văn sử song thành ký lưu lại trong bản ký lịch sử đạo tổ của đạo tàng thùy Hỏa và khương tuyết dương nắm tay nhau đi về phía tôi không chỉ mỗi phá quân của thùy Hỏa danh xứng với thực mà danh ma đạo tổ sư của cậu ngày hôm nay cũng vậy tạ lan mệnh cách thất sát không chọn nhầm người chỉ có cậu mới có thể gánh được cờ chiêu hồn của ma đạo, thành tựu trong tương lai chắc chắn sẽ không dưới đạo tổ. Khương Tuyết Dương khen ngợi tôi rất nhiều, cô đặt anh ấy lên bàn cân so sánh với ma đạo tổ sư sao? Thùy Họa nhíu mày hỏi, sao thế, cô nghĩ rằng tạ lan không có tiềm năng ư? Khương Tuyết Dương hỏi ngược lại, tiềm lực tu hành kiếm đạo có thể có, nhưng anh ấy vẫn còn chênh lệch quá nhiều so với đạo tổ. Thùy Họa trầm ngâm một chút rồi nói, kém hơn ở chỗ nào, nhân phẩm không ổn, Đạo tổ trước đó chưa từng trêu hoa gẹo nguyệt, người này, ha, một Kiêm Hà cũng thôi đi, còn có một mộ dung nguyên duệ chưa dứt tình cảm nữa." Thùy Hỏa cười khẩy nói. Tôi cũng không ngờ rằng Thùy Hỏa sẽ đột nhiên đề cập đến điều này, nhưng nhìn phản ứng của Khương Tuyết Dương, lại nhớ ra vừa rồi tôi đại phát thần uy trong mê hợp thành, thì hai người họ chỉ ngồi lê đôi mách về chuyện tình cảm của tôi. Mặc dù dáng vẻ ghen tuông của Thùy Hỏa rất dễ thương, tôi lại không dám khiêu khích lần nữa, mau lẹ giả câm giả điếc cho qua đi. Nói đến mộ dung nguyên duệ cũng không biết Đông Hải Quy Khư hiện tại tình huống như thế nào nữa. Trận chiến giữa Ma Đạo và Âm Sơn cũng sẽ kết thúc trong vài ngày tới bất kể thắng bại, vì sau ba ngày nữa sẽ là ngày giả quang nhất bàn, Nguyệt Ma Tam Tiến, hỏa sát thân của Khương Tuyết Dương không ai có thể thay thế đỡ giúp cho cô ấy. Nếu là ở bên ngoài, phong thần có thể vì cô ấy mà phạm điều cấm một lần. Nhưng Âm Sơn lại là nơi tổ đình của Âm Sơn Pháp Mạch, phong thần nếu dám tới đây thì át dẫn đến thiên phát sát cơ không chỉ phong thần không dám đến chỉ cần âm sơn lão tổ không ra tay hai vị thiên tôn của ma đạo tôi cũng chỉ có thể đứng nhìn mạng khương tuyết dương bị cướp đi mà thôi mà nếu bổn tôn âm sơn lão tổ ra tay không chỉ mỗi khương tuyết dương mà ngay cả tôi và thùy Hỏa đều phải chịu chung số phận khó thoát tử kiếp âm sơn lão tổ là vị thiên tôn mạnh nhất trong cấp bậc đạo tổ thực lực của ông ta không phải bất kỳ vị thiên tôn nào tùy tiện cũng có thể đánh hạ được tuyết dương không biết hiện trạng quy khư thế nào sau khi ma đạo đánh bại âm sơn không biết còn có thể bắt kịp cơ hội bên trong đó hay không tôi hỏi quy khư không phải thế giới huyền quan bình thường kim thần tại côn lôn thủy thần ở quy khư cậu có biết vị thủy thần ở đây chỉ ai không khương tuyết dương hỏi ai thủy thần cung công thủy thần cung công trong thần thoại truyền miệng của hoa hạ đã để lại một hình tượng đầy sắc màu mà trong truyền thuyết đạo môn thủy thần cung công là vị duy nhất trong các bậc thầy của thế giới bổn thổ đại hoang chiến đấu với thiên đạo lúc đầu cung công tức giận chạy vào núi bất chu mà núi bất chu này lại được hóa thành từ thiên trụ của thiên đạo lúc ban sơ dùng để định bốn phương thiên địa. Hồng hoang ngũ thần người nào cũng thần thông quảng đại, kim thần thu thập ngưng kết canh kim của thiên hạ thành côn lôn, trước khi thiên đạo chấp trưởng đất trời này, thay thế trời để quản lý. Thổ thần chính là hậu thổ nương nương, âm ti hiện tại là do bà ấy tạo ra, sau khi chết sẽ luân hồi lục đạo. Một thần cú mang, định mùa xuân cho thiên hạ làm nông, ban phát sự sống cho vạn vật, không có ông ấy, con dân thời hồng hoang sẽ không có ngũ cốc no bụng. Hỏa Thần Trúc Dung, phụ trách ngọn lửa trong thiên hạ. Trong số năm vị thần, luận về lực chiến thì Cung Công đứng đầu, cũng chỉ có ông ấy mới dám khiêu khích tôn nghiêm của Thiên Đạo, quy khư chính là huyền quan của Cung Công hóa thành sau khi chết đi. Đến cùng thì sức mạnh của Thủy Thần Cung Công là gì, tại sao huyền quan của ông ấy lại lôi Thiên Đạo vào kiếp nạn vậy? Tôi hỏi nhân tộc Hồng Hoang phần lớn đều liên quan đến ý chí còn sót lại của Thái Cổ Thần, mà cụ thể vì sao mà huyền quan của Cung Công lại có thể kéo Thiên Đạo vào kiếp nạn? thì cũng chỉ có thể đi đến quy khư để tìm đáp án. Tạ Lan, cậu đã đi vào con đường của đạo tổ, đã định sẽ làm kẻ địch của thiên đạo, bất luận trong quy khư có cơ duyên của ma đạo hay không, cậu cũng phải đi đến đó một chuyến, nếu không, chỉ cần dựa vào thất sát đại đạo và ma kiếm, thì thậm chí ngay cả tư cách để đấu với thiên đạo cũng không có. chương 442, vùng đất bằng phẳng 2 Vậy thì cũng phải giành được âm sơn trước, cứu được A Lê rồi nói. Tiếp tục tiến về phía trước, sau khi phá hủy mê hợp thành và chặt đầu của mê hợp quỷ vương, trong nửa ngày tiếp chúng tôi không gặp bất kỳ cuộc phục kích nào nữa. Chỉ mình tôi đã có uy lực để diệt thành, đã vậy còn quét sạch một vạn đệ tử chính quy của âm Sơn, cho dù âm Sơn Pháp Mạch có ngu ngốc đến đâu, cũng không dám tùy ý phát động các cuộc tấn công nữa. Ra tay lần nữa, ắt sẽ là chí mạng, núi Thái Âm được hóa thành từ thú thân của Vọng Thiên Hống, tổ đình của âm Sơn nằm trên đỉnh đầu của Vọng Thiên Hống, con đường chúng tôi đang đi chính là men theo lưng của nó khi chúng tôi đến vị trí giữa lưng của nó đường núi đột ngột thay đổi phía trước mặt trở nên âm u cây thông cây bách đen dày đặc dựng đứng thành rừng khí đen trong rừng lan tràn khó có thể nhìn rõ ngay cả thần niệm cũng không xuyên thấu được không cần nghĩ cũng biết ở đây sắp có đại chiến do nơi này thoáng đáng không bị núi non che khuất thuận tiện cho quân đội phô diễn sát khí quân uy hơn nữa rừng rậm cũng là nơi thích hợp nhất để bố trí mai phục thùy họa yêu cầu khương tuyết dương và tôi ở yên tại chỗ cô ấy một mình đi về phía trước. Thùy họa, ở đây em không được khinh địch, tôi nói, em biết, em chỉ muốn cảm nhận trong rừng rậm phía trước sát khí quân uy mạnh đến thế nào thôi. Thời gian đầu, Thùy họa đi lại khá dễ dàng, càng đi thì càng nặng nề, cuối cùng thì mỗi bước đi nặng tựa như tạ. Đến khi cô ấy không thể tiến về phía trước được nữa, thì giải phóng tử thần quân uy được dung hợp từ mệnh cách phá quân và thần cách tử thần. Sát khí quân uy bay vút lên trời, khiến bốn mặt long hồn hạo kỳ bay lên phần phật, tôi thậm chí còn nghe thấy trong huyền quan hạo kỳ phát ra tiếng hét của bốn vạn vong hồn của ma đạo. Đợi cho đến khi sát khí quân uy được nâng lên đến cực điểm, Thùy Họa rút thanh đao trấn yêu và thi triển tâm huyết thiên địa giao tranh âm dương lưỡng đoạn đao, quỳ một gối và cắm thanh đao xuống đất. Đồng thời, sát khí quân uy bay vút lên bầu trời rồi lao thẳng về phía trước theo chuyển động của cô. Sát khí quân uy như nước chiều dâng tràn về phía rừng rậm trước mặt. Sát khí sừng sững, tách rời khu rừng có một động lực khiến cây đổ vô tận tựa dòng sông Dương Tử cuộn chảy vô tận. Nhưng sát khí quân uy của Thùy Hỏa không hẳn một mạch xuôn sẻ, khi vào sâu khoảng 30 trượng trong rừng thì tất cả đều bị chặn lại, không thể tiến về phía trước chút nào nữa. Sát khí quân uy bị chặn lại, Thùy Hỏa phải chịu phản phệ, thân thể bắt đầu run rẩy, đành phải nắm chặt thanh đao trần yêu trong tay, mới có thể miễn cưỡng ổn định lại cơ thể. Lúc này, Khương Tuyết Dương Tế xuất thanh kiếm pháp sư trai chám trong tay tôn thờ thần linh, làm phép và niệm chú những cơn gió mạnh đến từ bốn phương tám hướng, gào thét và ngưng tụ về phía Khương Tuyết Dương. Thổi đến mức tóc cô ấy bay loạn, đạo bào thì phồng lên. Cơn gió này lạnh thấu xương, ẩn chứa sức mạnh của Bắc Phong đại đạo pháp tắc. Đợi đến khi gió lên đến đỉnh điểm, Khương Tuyết Dương đọc to, gió bắc thổi cuộn đất, trăm cỏ gấy, sắc. Sau khi niệm xong, ngọn gió bắc được Khương Tuyết Dương triệu đến lập tức biến thành một Bắc Phong chi long hư ảo. Bắc Phong chi long vừa hình thành đã gầm lên rồi bay về phía thủy hỏa và tiến vào cơ thể cô ấy. Thùy họa sở hữu cơ thể tử thần, tử thần lạnh lẽo vốn là người đại diện của cái chết, chẳng những không sợ gió bắc lạnh, còn được gia tăng thêm phần lớn sức mạnh nữa. Sau khi được chúc phúc của bác Phong Chi Long, Thùy họa hét to một tiếng, ta là một thanh kiếm sắc trong u tối, đánh thức kèn lệnh của cái chết, tấm khiên kiên cố bảo vệ cho ma đạo. Trận này là vậy, trận sau cũng thế, tướng lĩnh tử thần của ma đạo, phá. Theo cùng với từ phá vừa thốt ra, nguồn sát khí quân huy mà thùy họa phóng thích khiến trời đất choáng váng một trận mây gió ảm đạm đá vụn lăn lóc bay khắp trời sát khí quân huy lúc ban đầu bị chặn lại trong rừng rậm bắt đầu tấn công điên cuồng những cụm cây ban đầu bị phá hủy bởi luồng sát khí quân huy cũng bị cuốn bay lên khắp sườn núi đồng bằng đổ ào như trời mưa trên núi thái âm thùy họa một mình chống lại sát phạt quân huy của hàng vạn đệ tử âm sơn nhưng chỉ dựa vào liên thủ giữa khương tuyết dương và thủy hỏa vẫn chưa thể chọc thủng được hàng phòng ngự trong khu rừng rậm phía trước Lúc này đây, tôi bắt đầu ra tay. Sát khí quân uy của hai bên quân phía trước rõ ràng đã đến thế bế tắc, mà tôi chính là cọng rơm cuối cùng làm chết con lạc đà. Kiếm vấn thiên từ lúc Khương Tuyết dương làm phép, niệm chú đã bắt đầu chuyển động điên cuồng, tại thời điểm này kiếm khí xung quanh tôi đã tung hoành ngang dọc. Phi Long tại thiên, lợi kiến đại nhân, chảm, nghĩa là rồng bay trên trời, ra mắt đại nhân thì lợi. Long hình kiếm khí phủ trên khắp bầu trời hợp nhất thành phi long ngạo nghế, ngẩng đầu gầm lên, tiếp thêm quân uy từ trên trời cho thủy họa, tiếp đó, phi long lao vào sâu trong khu rừng rậm rạp theo luồng sát khí quân uy mà cô ấy phát ra. Ma kiếm ngự long quyết này bắt nguồn từ kinh dịch, cửu ngũ, phi long tại thiên, lợi kiến đại nhân. Ba người cùng nhau ra tay, theo cùng chữ sắc của Khương Tuyết Dương, chữ phá của thủy họa và chữ trảm của tôi. Lời ra phép cũng theo, chỉ nghe được một tiếng nổ vang, toàn bộ núi Thái âm dường như từ sâu bên trong nứt toạc thành hai nửa. Khu rừng rậm phía trước như vùng bình địa, không còn chút rào cản nào, chỉ còn lại xương của vô số đệ tử chính quy của Âm Sơn. Chương 443, Tâm Hữu Túc Lạc 1. Trong rừng rậm, đầu đầu cũng là thi thể của đệ tử Âm Sơn, tính sơ sơ phải đến hơn mấy vạn người. Nếu đại quân ma đạo thực sự giao đấu với chúng, muốn giết được ngần này người, cái giá phải trả chắc chắn sẽ rất đắt. Hơn nữa, bất kể là tôi hay Thùy Hỏa đều không thể một lần giết được nhiều kẻ địch mạnh như vậy. Tại thành Mê Hợp, nhờ có chiến long quyết tôi mới có thể diệt được hơn một vạn đệ tử chính tông của âm sơn hơn nữa lúc đó kiếm khí cuồn cuộn quả thực là có thể một kiếm chống lại cả vạn quân vạn vật khi thay đổi về lượng sẽ dẫn đến sự biến đổi về chất tôi có thể dùng kiếm chống lại một vạn quân nhưng nếu con số đó tăng lên gấp đôi thì việc đó nằm ngoài khả năng của tôi mấy vạn đệ tử chính tông của âm sơn trước mắt đến tôi và thùy hỏa hợp lại cũng đấu không nổi hôm nay may nhờ có sát phá lan tam phương tứ chính chúng tôi mới có thể đối phó được Vậy nên chỉ cần đồng tâm hiệp lực, chúng tôi nhất định sẽ thành công, trừ khi gặp phải cao thủ quá mạnh. Với cảnh giới của ba chúng tôi hiện giờ, nếu người của âm sơn pháp mạch muốn phá giải sát phá lang chỉ có nguyệt ma tam tiến hoặc vị sát quân mạnh nhất trong âm sơn thập nhị sát mới đủ thực lực mà thôi. Trước đây Khương Tuyết Dương đã từng nói rằng tên đó là biến số lớn nhất trong cuộc chiến giữa ma đạo và âm sơn, nhưng đến giờ vẫn không chắc liệu hắn có ra tay hay không. Bây giờ ba người chúng tôi đã đến lưng chừng núi Thái Âm và từng bước tiến về phía trước. Tuy thương vong của âm sơn pháp mạch không hề ít, nhưng cho dù có bộc phát sức mạnh cũng chỉ giết được duy nhất một mê hợp quỷ vương. Lang xuyên quân, cửu u câu hồn thủ và những cao thủ khác vẫn chưa xuất hiện, 12 sứ giả của âm sơn và năm đại quỷ vương cũng chưa tham chiến, chỉ dựa vào ba người chúng tôi chắc chắn không thắng nổi bọn họ, bởi vì chỉ cần bọn họ hợp sức lại liền có thể phá giải được mệnh bàn của sát phá lang. Hoàng hôn gần đến, lại một ngày trôi qua trong chớp mắt, chỉ còn hai ngày cuối cùng nữa là Nguyệt Ma Tam Tiến sẽ đến tôi không thiếu thần niệm thùy hỏa có thần vị tử thần nên hao hụt cũng không quá nhiều ngược lại khương tuyết dương lại bị bắc phong chi long hút cạn thần niệm nên cần phải nghỉ ngơi điều tức chúng tôi quyết định nghỉ ngơi tại chỗ chờ đại quân ma đạo đến muốn đánh thắng cao thủ của âm sơn pháp mạch ma đạo bắt buộc phải dùng tới tất cả con át chủ bài của mình tôi và thùy hỏa nghỉ ngơi một lúc sau đó đứng lên đi về phía vách đá để khương tuyết dương ở lại tiếp tục điều tức giống với tôi thùy hỏa cũng có vẻ rất lo lắng chỉ còn hơn hai ngày cuối cùng mũi quỷ tiễn được tổ đình của âm sơn bảo vệ không phá được tổ đình đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ không gặp được quỷ tiễn phùng mông ngày ánh sáng của đêm tối biến mất sẽ là ngày nguyệt ma thức tỉnh bắn ra tất sát tam tiễn tôi và thùy hỏa còn có thể tránh được nhưng khương tuyết dương thì khó mà thoát được không chỉ mỗi khương tuyết dương gặp nguy hiểm mà chúng tôi cũng có thể vĩnh viễn mất đi a lê vào ngày hôm đó bởi vì a lê cũng đang gặp nguy hiểm đến tính mạng mà tính của nguyệt tri âm diệt có thể ăn mòn tâm trí của a lê Cô bé có nguy cơ sẽ rơi vào ma trướng. Còn nhớ hôm tôi phong thần cho Thùy Hỏa ở Thiên Trì, A Lê nói với tôi rằng mình cũng muốn được phong thần, lúc đó tôi đã đồng ý với cô bé. Trên người của A Lê có sức mạnh ý chí của Thái Cổ Nguyệt Ma, nếu cô bé phong thần thì chắc chắn sẽ được phong làm Nguyệt Thần, đợi sau khi số lượng đệ tử ma đạo tăng lên, tôi còn chuẩn bị lập nên một quân đoàn Nguyệt Thần do A Lê và Ngạo Phong tiếp quản. Việc này còn là để kỷ niệm Thái Cổ Nguyệt Ma bại trận trong huyền quan của tôi và tộc Đông Di trong Tuyết vực bí cảnh. Nhưng nếu A Lê rơi vào ma trướng, vậy sau này sẽ không còn nguyệt thần mà chỉ có nguyệt ma thôi. 12 sứ giả của Âm Sơn có thể bày ra âm cực sát trận của 12 cung hoàng đạo, trận pháp biến hóa khó lường, sức hủy diệt tương đương với Thiên Tôn, đến lúc đó em sẽ giữ chân bọn chúng, không thể lo cho hai người được." Thùy Họa nói, "Sao em có thể chống lại sức hủy diệt ngang với Thiên Tôn được?" Tôi kinh ngạc hỏi, "Em có thân thể bất tử và quyền năng của Thái Cổ Tử Thần, ngang hàng với đạo tổ, anh quên rồi sao?" chỉ cần thần hồn của em không tiêu tan, hoàng đạo thập nhị cung cũng không giết được em. và lại núi thái âm cũng không thiếu hồn năng. việc gì cũng quá tam ba bật, điều anh lo là sự an toàn của em. tình thế của mọi người cũng nguy hiểm đâu kém gì. sức mạnh của lang xuyên quân còn ghê gớm hơn cả hoàng kiêu. cử âm câu hồn thủ cũng lợi hại không kém gì hắn. chỉ hai tên này cũng đủ khiến anh sức cùng lực kiệt rồi. chưa kể còn hồ vĩ đạo tôn, lạc thủy tiên tử, năm đại quỷ vương hộ pháp. Tất cả các tướng của ma đạo ta phải liều mạng chiến đấu mới mong có cơ hội đánh bại bọn chúng. Thùy Họa nói, ừm, um, anh biết, chương 444, tâm hữu túc lạc 2. Đây chỉ là những nguy cơ trước mắt, em chỉ sợ rằng khi ma đạo và âm sơn quyết chiến với nhau âm ti lại đột nhiên xuất binh. Nếu âm ti xuất binh, dù phe nào thắng đều sẽ đối mặt với Họa Diệt Phong. Âm ti sẽ xuất binh sao? Tôi hỏi, vẫn chưa biết được, nhưng trận này chúng ta tuyệt đối không được nhượng bộ cho dù âm ti suốt binh chúng ta cũng phải dốc toàn lực chiến đấu. Thùy Họa đáp, tôi nghe mà đau lòng, bèn hỏi, Thùy Họa, em có ký ức của phá quân hộ Pháp Thiên Tôn, vậy ma đạo lúc trước cũng khó khăn như bây giờ sao? Nếu so với tình cảnh lúc trước, ma đạo của hiện tại dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ ít hiện tại ma đạo chưa từng bị đánh bại. Thùy Họa nói, năm đó ma đạo vùng dậy còn khó khăn hơn rất nhiều. Năm đó, khi đạo tổ và phá quân khởi binh, họ vẫn chỉ ở cảnh giới của nửa bước thiên tôn, hơn nữa lúc đó nhân gian vẫn đang trong thời kỳ hỗn loạn, ý chí của chư thần đã giáng xuống nhân gian. Sự tồn vong của ma đạo đều bị những kẻ có quyền như thiên tôn và chư thần kiểm soát, nếu không nhờ khí số, có lẽ đạo tổ còn chưa trở thành thiên tôn thì ma đạo đã diệt vong rồi. Vào lúc thê thảm nhất, ma đạo tổ sư đã từng phải dẫn đệ tử ma đạo trốn chạy đến sa mạc ở Tây Vực, không dám đặt chân đến nhân gian trong suốt ba tháng. Đến phá quân, người được xem là tướng quân anh dũng vô song cũng đã từng hoảng loạn bỏ chạy vì bị đuổi giết. Đến phá quân cũng phải chạy trốn ư? Nghe đến đây tôi liền hỏi. Tất nhiên là ngài ấy không muốn như vậy rồi, nhưng vì ma đạo, dù có nhục nhã đến mấy ngài ấy cũng sẽ làm, bởi vì ma đạo không thể thiếu ngài ấy được. Cũng chính nhờ sự nhẫn nhục của phá quân ngày trước, ma đạo mới có được ngày hôm nay. Nỗi nhục lớn nhất của phá quân xảy ra ở Nam Hải, lúc đó bởi vì có thái tử nào đó của Long tộc thích phá quân, bèn đem quân bao vây tế đàn của ma đạo ở Nam Hải, ép phá quân phải gả cho hắn. Lúc đó đạo tổ không ở Nam Hải, Tham Lang cũng chưa gia nhập Ma đạo. Phá Quân rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, hoặc là phải chấp nhận gả cho thái tử của Long Vương, hoặc là chạy trốn, nhưng thay vào đó đệ tử của Ma đạo sẽ bị đại quân của Long tộc tiêu diệt. Vậy sau đó Phá Quân đã lựa chọn ra sao? Tôi hỏi, ngay trước kỳ hạn mà thái tử Long Vương đưa ra, hai vạn đệ tử Ma đạo dưới trướng của Phá Quân đã cùng nhau tự sát, máu tươi thấm đẫm anh liệt nhai. Tôi nghe mà ruột gan quặn thắt, nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống đây chính là nguồn gốc của ma đạo đệ tử vạn thế thiên hồng. Sau khi đạo tổ quay lại, lúc tế bái linh hồn của những đệ tử ma đạo tử trận đã nôn ra 3 lít máu. Nhưng ngài không vội đem quân đi thảo phạt bọn chúng, bởi vì món nợ máu này phải do phá quân đích thân đòi lại. Sau này, phá quân đã dùng thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn quyết cùng với đội thủy quân của ma đạo sông vào tận Long Cung ở Nam Hải. Trận chiến này đã tàn sát hết Long Tộc ở Nam Hải, biến Nam Hải đang sống sờ sờ thành một biển máu. Từ đó về sau, tam giới không còn ai dám xúc phạm phá quân nữa, kể cả kẻ thù của ngài ấy cũng không có gan làm vậy. Còn các đệ tử ma đạo cũng từ đó mà lưu truyền bốn chữ vạn thế thiên hồng. Em kể với anh chuyện này không phải để anh cảm thán sự anh dũng của ma đạo, mà để anh hiểu rằng, tiếp tục sống mới là cơ hội, mới có cơ hội trả thù. Thùy Họa nói, chúng ta đều sẽ sống thật tốt. Tôi nghiêm túc nhìn Thùy Họa đáp, ừ, tôi đứng cạnh Thùy Họa trên vách đá, tay đan vào nhau, trân trọng khoảnh khắc yên bình hiếm có trước lúc xảy ra chiến loạn. Tuy rằng âm khí ở núi Thái Âm rất nặng, nhưng nếu ở đây không xảy ra chiến sự, tôi nguyện ý ở đây cùng Thùy Họa ngắm nhìn thăng trầm thế gian. Chỉ cần bản thân vui vẻ, không màng thế sự gian nan. Trước khi trở thành ma đạo tổ sư, tôi vốn không phải là người có tham vọng gì lớn lao, cả đời chỉ cầu có thể an ra lạc nghiệp, sau đó cưới vợ sinh con, rồi sống một đời êm đềm. Hiện tại, khi tu vi ngày càng cao, từ lúc nào trên vai đã là cả đại nghiệp của ma đạo. Nếu bây giờ bảo tôi quay về cuộc sống trước kia, bỏ mặc chúng sinh lục đạo, tôi thả chết còn hơn. Lúc tạ Lưu Vân nói với tôi không thể quay trở lại lúc đầu nữa, thực sự khi đó đã không thể quay ngược thời gian. Cũng chính vì vậy mới khiến khoảnh khắc an yên này trở nên quý giá như vậy. Một giờ sau, đại quân ma đạo đã đến nơi, Kiêm Hà xuất hiện đầu tiên. Lúc này tôi và Thùy Hỏa vẫn đang nắm tay nhau, nhìn thấy cảnh này, trong mắt Kiêm Hà phảng phất một tiêu oán hận. Nhìn thấy Kiêm Hà, Thùy Hỏa không hề né tránh, thậm chí còn quay qua hôn lên má tôi, Lần này sắc mặt của Kiêm Hà lại càng khó coi hơn, nhưng Kiêm Hà cũng không dám biểu lộ ra, chỉ có thể nhanh chóng cúi đầu, làm như chưa nhìn thấy gì. Thấy vậy, Thùy Họa bèn cười to rồi đi về phía cô ấy. Cũng không biết cô ấy đã nói gì với Kiêm Hà, nhưng khi ngẩng đầu lên, trong mắt Kiêm Hà đã không còn vẻ oán giận như lúc nãy. Chương 445, trận quyết chiến cuối cùng 1. Sau khi toàn bộ đại quân ma đạo hiện thân, Thùy Họa bắt đầu cho tất cả đại quân vong hồn trong Long Hồn Hạo Kỳ ra ngoài. Trong chốc lát, sĩ khí của đại quân ma đạo nhanh chóng tập trung tại đây và tạo thành trận. Lúc trước, hơn một vạn thi thể của đệ tử âm Sơn ở mê hợp thành đã khiến người ta kinh ngạc, bây giờ lại thấy mấy vạn bộ xương cốt nằm rải rác khắp nơi trong rừng. Ánh mắt của đệ tử ma đạo nhìn về phía tôi, Thùy Hòa và Khương Tuyết Dương đều lộ ra vẻ tự hào và ngưỡng mộ. Đừng nói là đệ tử ma đạo, đến Bạch Hà Sầu mà tôi quen thuộc nhất cũng lộ ra vẻ mặt phức tạp. Lão là thành viên kỳ cựu của ma đạo, 3 năm trước từng là tả phụ tham quân, không ai hiểu rõ sức mạnh của sát phá lang tam tinh năm đó hơn lão. Lần này ba người chúng tôi lên núi, giết được mấy vạn đệ tử âm sơn mà không hề có ai bị thương. Cảnh tượng ngày hôm qua như lặp lại lần nữa, nhất thời ngẩn cả ra. Lúc này trời đã nhá nhem tối, lúc màn đêm buông xuống cũng chính là thời cơ của chúng tôi, bấy giờ thủy họa bắt đầu điểm tướng. Đại quân vong hồn là quân chủ lực trong trận chiến lần này, bốn tướng phong lâm hỏa sơn mỗi người chỉ huy một vạn vong hồn. Lần này tôi đảm đương vị trí tiền vệ, Thùy Hỏa và kiêm Hà kèm ở hai bên, Khương Tuyết Dương ở trung tâm. Sở dĩ tôi lựa chọn vị trí tiền vệ, vì chủ tướng tiên phong của đối phương là Lang Xuyên Quân, trừ ma kiếm của tôi ra, không ai đủ sức ngăn được sự tấn công trực diện từ hắn. Vốn dĩ Thùy Hỏa cũng có thể, nhưng cô ấy còn phải phá Hoàng đạo thập nhị cung âm cực sát trận của Âm Sơn thập nhị sư, trận này chỉ cô ấy mới có thể phá giải được. Hoàng đạo thập nhị cung âm cực sát trận biến hóa khôn lường, có sức hủy diệt ngang với thiên tôn. Một khi không thể khống chế được nó, có thể sẽ gây thiệt hại nặng nề cho đại quân ma đạo, nên bắt buộc phải có người nhập trận để kiềm chế nó, và Thùy Họa chính là người phù hợp nhất. Huyết mạch huyễn ma của Kiêm Hà có thể tạo ra ảo ảnh phản chiếu, nên cho dù gặp phải bao nhiêu địch, chỉ cần Kiêm Hà bản tôn chưa chết, liền có thể ngăn được hết, tuyệt đối đủ khả năng một mình mở ra một chiến tuyến. Cho dù không đủ khả năng, Khương Tuyết Dương ở giữa trận cũng sẽ kịp thời hỗ trợ cô ấy. Còn về Bạch Hà Sầu và đệ tử âm nhân, Lưu Phong Vũ và những chiến sĩ còn lại của Thanh Khâu Hồ Tộc, bọn họ theo sau đại quân vong hồn, tùy vào tình hình mà tiến hành chi viện. Nhân lực của ma đạo đã tổn thất nặng nề vì cuộc chiến ở âm sơn, trong đại quân ma đạo, sức chiến đấu của đệ tử âm nhân khá yếu, loan đao của thanh khâu hồ tộc tuy tràn đầy sát khí, nhưng bây giờ chỉ còn lại 500 người, tôi không nỡ khiến họ tổn thất thêm lần nữa. Mặc dù Lưu Phong Vũ đã nhiều lần xin tôi được xuất binh đánh trận, nhưng tôi vẫn không cho phép. Tinh thần dũng cảm tuy rất đáng khen, nhưng ma đạo vẫn chưa đến mức khiến thanh khâu hồ tộc phải liều mạng và đối mặt với nguy cơ diệt phong. Thanh khâu hồ tộc là hậu nhân của Lưu Phong Thiên Tôn, mà Lưu Phong Thiên Tôn lại là người đã hy sinh rất nhiều cho ma đạo. Đây là trận quyết chiến cuối cùng, sau trận này sẽ không còn trận chiến quy mô lớn nào ở âm sơn nữa. Lần này ma đạo không bố trí pháp trận nữa, thứ nhất vì pháp khí và vật liệu đã hao tổn gần hết, hơn nữa chúng cũng không hoàn toàn cần thiết. Càng nhiều người thì pháp trận càng mạnh, mà hiện giờ sức của ma đạo không đủ, có 7 trận cũng không đủ binh để dùng. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến, đại quân ma đạo dẫm lên hàng vạn thi thể của đệ tử Âm Sơn, tiếp tục hành quân về phía trước. Chúng tôi không dám đi nhanh, bởi vì đệ tử ma đạo còn phải phân một phần tinh thần của họ ra để chống chọi với ý thức bảo vệ của núi Thái Âm. Núi Thái Âm do thú thân của Vọng Thiên Hống hóa thành, chúng tôi đi trên sống lưng của Vọng Thiên Hống, đến tầm nửa đêm thì nhìn thấy phía trước xuất hiện hai ngọn đồi sừng sững. Ngọn đồi này chính là xương bả vai của Vọng Thiên Hống trái phải đối xứng với nhau chỗ lõm xuống ở giữa có một cổng thành đi qua cánh cổng này là có thể vào được phía bên trong tổ đình của âm sơn đi thẳng một mạch dẫn đến thần điện của lão tổ được xây ngay trên đầu của vọng thiên hống tên của cổng thành rất ngắn gọn chỉ có hai chữ dương quan lúc trước khi âm sơn lão tổ đến âm sơn ngộ đạo vì thường xuyên bị những âm hồn ở đây quấy phá nên ông ấy đã xây dương quan trên xương vai của vọng thiên hống nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của tử khí dương quan tam điệp kể cả năm xưa đại quân âm ti và quỷ đế dẫn binh tới đây cũng không thể xông vào trong. Không ngờ vào 3.000 năm sau, chỉ với binh lực mỏng yếu mà ma đạo có thể truy giết bọn chúng từ Ngọc Môn Quan tới Dương Quan, thậm chí vào tận tổ đình của âm Sơn. Dương Quan cao 20 trượng, tường thành bất khả xâm phạm, trên lầu thành, đệ tử âm Sơn Sĩ Khi Oai Hùng, trong thành có đến mấy vạn quân mai phục, tất cả đều là lực lượng tinh nhuệ. Vị đại tướng canh giữ Dương Quan không ai khác là Lang Xuyên quân bản tôn, lúc này hắn đang ở trên lầu thành, Lạc Thủy Tiên Tử và Can Diện La Sát đứng ở hai bên trái phải. Cửu âm câu hồn thủ và hồ vĩ đạo tôn chỉ huy quân đội trong thành, đang chờ thời cơ để xuất binh. chương 446, trận quyết chiến cuối cùng hai Ơ à, trừ sát cơ nồng đượm ở dương quan, bên trong rừng rậm do xương vai trái phải của vọng thiên hống hóa thành còn ẩn chứa hai luồng sát cơ cũng ghê gớm không kém. Sát cơ từ bên trái đến từ hoàng đạo thập nhị cung âm cực sát trận, sát trận này không phải chỉ do 12 người bày ra, mà chính xác là do 1.200 người. 12 sứ giả của âm Sơn, mỗi người chỉ huy 100 đệ tử hợp đạo chuyên tu trận pháp, bố trận tương ứng với Hoàng đạo Thập Nhị Cung. Nhắc đến Hoàng đạo Thập Nhị Cung âm cực sát trận, không thể không nhắc đến sự thông minh và nhạy bén của âm Sơn Lão Tổ. Đạo tạng tinh tú pháp trận lấy bắt đầu làm trận nhãn, 12 tròm tinh tú làm trận đảm, thiên cương biện sát, 60 giáp khiến chân trận biến hóa khôn lường. Nhưng 12 cung hoàng đạo này lại khác với lẽ thường, nó lấy mặt trời làm mắt trận, biến 12 tinh hệ trên quỹ đạo mặt trời thành 12 cung hoàng đạo để bày trận. Âm Sơn Lão Tổ tin rằng khi 12 cung hoàng đạo khóa lại quỹ đạo vận hành của mặt trời, nó có thể trấn áp trí dương và hấp thu tính âm tối thượng. Từ đó có thể tạo ra một sát trận mang tính thực âm, trận pháp này không chỉ mang tính hủy diệt đối với vạn vật, mà nó còn có thể tiêu diệt cả yêu ma và vong hồn. Từ lúc tiến vào chân âm Sơn đến nay, nguồn lực chiến đấu của âm Sơn Pháp Mạch đã tiêu hao hơn nửa, Hoàng đạo thập nhị cung âm cực sát trận chính là một trong những con át chủ bài mạnh nhất mà âm sơn pháp mạch có thể dùng. Nếu như ma đạo muốn phá giải nó, cũng phải đưa ra con bài mạnh nhất, đó chính là tướng quân phá quân, người được gọi là tử thần của thái cổ minh giới. Sau khi cảm nhận được sát khí từ hoàng đạo thập nhị cung âm cực sát trận, Thùy Hỏa không chút sợ hãi tiến về ngọn đồi bên trái. Lúc trước chúng tôi đã thống nhất rằng, ngọn đồi này sẽ do cô ấy phá giải. Trước khi nhập trận, Khương Tuyết Dương đã trang bị cho cô ấy gió bắc chúc phúc bộ giáp hắc kim, long hồn hạo kỳ, vòng cốt mã ngoa, thủy hỏa tay cầm đao chấn hồn khiến người ta cảm thấy nặng nề như núi. Sát ý tỏa ra từ trên người cô ấy mạnh mẽ vô cùng, ý chí bất khuất, có chết cũng không hối hận. Ngọn đồi bên trái là hoàng đạo thập nhị cung âm cực sát trận, còn đồi bên phải có năm đại hộ pháp quỷ vương còn lại mai phục, mê hợp quỷ vương trước đó đã bị tiêu diệt. Gọi là quỷ vương đương nhiên sẽ là những người thao túng âm hồn, vì vậy trên ngọn đồi bên phải này, âm khí cực nặng bóng quỷ thận và bách quỷ vất phưởng trong làn sương mù thùy họa chọn phía bên trái nên bên phải sẽ do kiêm hà phụ trách kiêm hà sinh mạng mới là thứ quan trọng nhất tôi dùng thần niệm truyền âm cho kiêm hà so với thùy họa sức chiến đấu của kiêm hà yếu hơn một chút nên tôi khá lo lắng cho cô ấy trong trận chiến với giã tiên vì cứu tôi mà cô ấy suýt nữa mất mạng tôi sợ lần này cô ấy sẽ lại liều mình như thế nữa anh yên tâm đi em biết nhiệm vụ của mình chỉ cần cầm chân bọn chúng là được Nói xong, Kiêm Hà cầm phù văn hắc kiếm lên và đi về ngọn đồi bên phải. Phù văn hắc kiếm được Khương Tuyết Dương đặc biệt làm riêng cho Kiêm Hà sau khi nghe nói tôi đã truyền cho cô ấy áo nghĩa của ma kiếm. Phù văn trên kiếm có thể giúp Kiêm Hà điều khiển hình kiếm khí, vì dù sao cô ấy không phải nhập đạo bằng kiếm, nên sẽ khó mà điều khiển được ma kiếm. Trước khi Kiêm Hà rời đi, Khương Tuyết Dương còn trang bị gió nam chúc phúc cho cô ấy. Trong bốn pháp tắc sức mạnh của gió, gió nam là ngọn gió của sự nhanh nhạy. Sức gió mạnh, Tốc độ lại nhanh, có thể giúp Kiêm Hà phát huy tối đa ưu thế tốc độ của ảo ảnh phản chiếu. Không phải một mình tôi lo cho Kiêm Hà, sau khi cô ấy rời đi, có mấy vị tướng của Ma đạo cũng đi theo cô ấy, họ không trực tiếp tham chiến, mà chỉ xuất hiện giúp Kiêm Hà khi cô ấy gặp rắc rối. Sau khi Thùy Hỏa và Kiêm Hà lần lượt rời đi, giữa trận chỉ còn lại tôi, bốn vị tướng Phong Lâm Hỏa Sơn cùng với đại quân 5 vạn vong hồn phía sau. Sát khí hai bên đồi vô cùng nồng được, nhưng nguy hiểm nhất vẫn là Dương Quan ở phía trước bởi vì lực lượng mạnh nhất của âm sơn và hàng vạn đệ tử chính tông cuối cùng của âm sơn đều ở trong dương quan không còn quân uy của thùy họa sức chiến đấu của đệ tử vong hồn cũng giảm xuống mấy phần đây cũng là chuyện bất đắc dĩ có thể dự đoán được trận chiến này sẽ khiến ma đạo phải chịu thương vong nặng nề giữa đêm trên lưng núi thái âm bóng lưng của thùy họa và kiêm họa dần khuất đi cuối cùng hoàn toàn biến khỏi phạm vi thần niệm của tôi tôi tế lên vấn thiên kiếm trên tay mũi kiếm hướng về phía dương quan Miệng tôi lẩm nhẩm, quỷ thần minh minh, tự tư tự lược. Chiến đấu vì ma đạo, san bằng dương quan. Cổng dương quan đã sớm mở ra trước khi tôi xuất binh, cửu âm câu hồn thủ dẫn theo các vị tướng và đại quân đệ tử của âm Sơn Pháp mạch ra khỏi thành ninh chiến. Đội quân ngay ngắn chỉnh tề cùng với làn sóng giết chóc đang dần trào dâng. Khi hai phe đối đầu trực diện cũng là lúc cuộc chiến tàn khốc nhất của thời đại mạt Pháp chính thức bắt đầu. chương 447, Biển Máu ở Dương Quan 1 Thực ra, Tam giới không làm lớn đối với sự trở lại của ma đạo cũng là hợp tình hợp lý, thời đại mạt pháp 3.000 năm đều trôi qua trong yên bình, bỗng vì ma đạo mà xuất hiện bao nhiêu sóng gió. Từ biến động ở Đàm Cửu Long, trận chiến với Giã Tiên cho đến cuộc chiến ở Âm Sơn, những trận chiến này đều xuất phát từ ma đạo. So với nhân đạo và tiên đạo, nhất cử nhất động của ma đạo quả thực là có khả năng ảnh hưởng đến tam giới. Cửu tinh tề tựu, thiên hạ đổi chủ, sát phá lang nhập mệnh cách là chuyện khó mà thay đổi trận chiến với giã tiên thử thách tinh thần đoàn kết của giáo lý ma đạo còn trận chiến âm sơn sẽ thử thách sát phá lang tam tinh tôi và cửu âm câu hồn thủ đối đầu trực diện với nhau bốn vị tướng của phong lâm hỏa sơn phụ trách những tướng dưới trướng của hắn bốn vạn quân vong hồn của ma đạo chiến đấu với mấy vạn đệ tử chính tông của âm sơn hồ vĩ đạo tôn bố trí pháp trận hỗ trợ ở sau dương quan vị trí của hắn cũng giống với khương tuyết dương bên phía ma đạo lang xuyên quân vẫn chưa tham chiến hắn vẫn đang thu thập chiến ý, chuẩn bị ra một đòn tấn công mang tính hủy diệt. Cửu âm câu hồn thủ không cần bất kỳ binh khí nào, phương thức tấn công chính của hắn ta là liên tiếp ra đòn bằng hai tay, ngưng tụ cửu âm sát khí sau đó tung ra hàng loạt pháp ấn hư không hình đầu lâu. Lúc dày đặc như mưa, lúc nặng nề như núi, lúc như gió lướt qua mặt, có lúc lại dồn dập như vũ bão. Cửu âm sát khí có sức hủy diệt rất mạnh, chỉ cần đệ tử ma đạo bị chúng đòn pháp ấn hư không hình đầu lâu của hắn, ngay lập tức sẽ hóa thành cho bụi. Vì vậy, tôi phải dốc toàn sức để khóa lại sát cơ của cửu âm câu hồn thủ, tuyệt đối không cho hắn xông vào đại quân ma đạo tàn sát binh sĩ. Tu vi của cửu âm câu hồn thủ không hề thua kém tôi, ngay khi hình kiếm khí vừa xuất ra khỏi thân kiếm liền bị pháp ấn hư không hình đầu lâu của hắn đánh tan, đến cơ hội hóa rồng cũng không có. Cũng còn may, cùng với sự chuyển động tim ma, sau khi thất sát và ma kiếm hoàn toàn hợp nhất, tốc độ phóng thích của hình kiếm khí cũng ngày càng nhanh, sức công phá mạnh hơn trước rất nhiều. Sau đó, Ưu thế của ma kiếm cũng ngày càng rõ ràng. Hình kiếm khí cuồn cuộn không dứt, cho dù Cửu Âm Câu Hồn Thủ có cố hết sức cũng không thể đánh tan hết toàn bộ chúng. Ban đầu chỉ có vài nhát kiếm có thể biến thành hình rồng, nhưng số lượng hình kiếm khí thoát khỏi tay của Cửu Âm Câu Hồn Thủ ngày càng nhiều, sau đó tất cả đều lao về phía đại quân của đệ tử Âm Sơn. Tiếng kêu gào thảm thiết vang trời, tất cả những ai chạm phải nó đều sẽ không sống nổi. Ma kiếm cuồn cuộn không ngớt, vô số hình kiếm khí hóa rồng, xuyên qua đám đệ tử Âm Sơn. Chém giết không ngừng, giấy lên từng đợt gió tanh mưa máu. Sau khi tôi tiên phong phá trận, bốn vị tướng Phong Lâm Hỏa Sơn của Ma đạo bắt đầu dẫn binh và thể hiện sức mạnh của mình. Ngân Hồ Bạch Vô Nhai vô cùng tàn nhẫn, nhờ bản năng sát quá của mình mà không ngừng tích tụ sát ý, cả người cô ấy giờ đã biến thành một đám mây đỏ tươi, nó đi đến đâu là người chết đến đó. Càng giết càng nhiều, tốc độ cũng càng nhanh hơn, một lúc sau, đám mây màu đỏ liền biến thành một ngọn lửa rực cháy, thiêu rụi tất cả những sinh linh ở đó ngân hồ sát đạo liệt viêm chém, nổ, bạch vô nhai không thiếu sát tính, cô ấy lại là người chỉ huy phong tự hào kỳ với sự linh hoạt như gió. Có gió giúp sức, bạch vô nhai khiến vạn quân biến thành biển máu, khí thế không ai ngăn được. Không chỉ mỗi bạch vô nhai, sát thủ lão luyện của ma đạo Lâm Thanh Thủy cũng vô cùng anh dũng, sát ý của ông ấy thể hiện bởi hành động cương quyết, dám một mình chiến đấu với vạn binh, giống như một con đao sắc bén phun ra lửa, đâm thẳng vào tim địch một cách tàn nhẫn hách liên phong hậu và kiếm sư chu thế hào cũng vô cùng phối hợp với hai sát thần của ma đạo không ngừng điều chỉnh đội hình đáng tiếc thực lực giữa địch và ta tranh lệch quá lớn tuy đại quân vong hồn của ma đạo vô cùng hăng hái nhưng đánh bại đại quân đệ tử của âm sơn không phải là chuyện có thể thành công trong chốc lát chỉ có thể tắm mình trong biển máu liều mạng chém giết đây không chỉ là cuộc so tài về sức chiến đấu mà còn về ý chí và niềm tin Trận quyết chiến quy mô lớn giữa Ma đạo và Âm Sơn chắc chắn sẽ phải tàn sát đến mức kinh thiên động địa, đến quỷ thần cũng phải giấu mặt. Thời gian trôi qua cùng với cuộc thảm sát, từng phút từng giây đều nặng nề khó tả. Lúc sau, cửu u câu hồn thủ đã không thể ngăn được ma kiếm của tôi, bèn có hai tên nửa bước thiên tôn đến yểm trợ cho hắn. Sau đó, cả can diện La sát cũng nhập cuộc. Chương 448, biển máu ở Dương Quan hai. Một kiếm của tôi đối đầu với bốn cao thủ có cảnh giới của nửa bước thiên tôn hình kiếm khí không cách nào thoát khỏi tay bọn chúng để hóa rồng. Cuối cùng tôi chỉ có thể dựa vào tốc độ thân pháp thần tốc của mình đọ sức với bọn chúng, đồng thời không ngừng xúc tác sự kết hợp mới giữa sức mạnh của thất sát pháp tác và ma kiếm. Không điên cuồng thì khó mà sống được, sức mạnh to lớn của ma kiếm ở chỗ càng chiến càng hăng. Mắt tôi đỏ rực lên, mái tóc dài đã xóa ra khỏi búi tóc, nhảy múa cùng với thanh kiếm. Cùng với lợi thế đến từ phong thần chúc phúc của Khương Tuyết Dương, thân pháp và tốc độ kiếm của tôi đã cùng lúc đạt đến đỉnh cao. Nhờ sự kích thích của tim ma, thức thần của tôi trở nên biên cuồng, thần niệm dồi rào ồ ạt chút vào hình kiếm khí. Tôi nhắm chuẩn thời cơ, phi thẳng lên trời. Khoảnh khắc thoát khỏi vòng vây của bốn tên nửa bước thiên tôn, tôi bèn nhanh chóng phóng thích mấy chục luồng hình kiếm khí có sức mạnh hủy diệt ngay giữa không trung. Thuần dương toàn thịnh, kháng long vô hối. Sau khi đọc ra ma kiếm ngự long quyết, hàng chục hình kiếm khí có sức hủy diệt cực mạnh liền hóa thành một con thương long, nó gầm rít và cuộn người lao về phía bốn người bên dưới. Để ngưng kết được con thương long này, tôi đã phải hao tổn gần một nửa thần lực của mình. Mấy chục hình kiếm khí tuy ít nhưng mỗi kiếm đều có sức hủy diệt trí cương trí dương, để tạo ra nó tôi đã dùng huyết khí dương cương của người sống kết hợp với sát ý của thần niệm. Trong kinh dịch đã từng nhắc đến thượng cửu, kháng long hữu hối. Có nghĩa là việc gì cũng có giới hạn của nó, khi phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại. đây là lý do vì sao người đời lại nói mãn nguyệt tắc huy, nghĩa là trăng tròn sẽ khuyết. khuyên mọi người nên biết kiềm chế dục vọng của mình. nhưng áo nghĩa của ma kiếm lại bắt tôi phải vượt qua cực điểm của mọi thứ, làm lơ những quy định pháp tắc giống như tiến của a lê vậy. thương long quét qua bốn người ở dưới, ngay lập tức xiết chết hai tên nửa bước thiên tôn. can diệt la sát thấy tình hình bất lợi liền muốn bỏ trốn, nhưng không may trên đường chạy trốn lại đụng phải loan đao của bạch vô nhai. Một chiêu liệt viêm của ngân hồ bạch vô nhai đã chém cơ thể cô ta thành từng mảnh, đến thần hồn cũng không thoát nổi, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Tên cầm đầu sau khi liên tiếp mất đi hai phần hồn, cuối cùng bản tôn cũng bị giết chết. Thương long khiến cửu âm câu hồn thủ bị thương nặng, nhưng người này nhờ đạo hạnh nguyên thân nên vẫn thoát được. Đến khi tôi từ trên không đáp xuống, cầm kiếm đánh với hắn, sau vài kiếm đã thành công hạ gục cửu âm câu hồn thủ. Hiện giờ hai vị đồ đệ giỏi nhất của Lang Xuyên Quân đều đã tử trận mà hắn vẫn đứng im trên lầu thành, không hề có chút động tĩnh. Sau khi phá được Âm Sơn pháp mạch có thể nhắm vào sát trận của tôi, tôi không hề kiêng nể mà phóng thích tất cả hình kiếm khí, diệt sạch hết đệ tử chính tông của Âm Sơn. Đến lúc biển kiếm của tôi thành hình, Khương Tuyết Dương ở phía sau lưng tôi cũng bắt đầu thể hiện uy lực, cuồng phong nổi lên, thổi vào biển kiếm tạo nên những cơn sóng lớn dữ dội, trong chốc lát đã tiêu diệt không biết bao nhiêu đệ tử Âm Sơn. Bản thân kiếm khí là vô hình và không màu sở dĩ gọi biển kiếm là chỉ khu vực được bao trùm bởi kiếm khí điều khiển một biển kiếm lớn như vậy đã khiến thần niệm của tôi cạn kiệt lúc trước ép buộc thi triển kháng long vô hối đã hao tổn hơn nửa thần niệm giờ lại càng kiệt quệ nhưng cổng dương quan đã đóng hiện giờ đệ tử âm sơn đã không còn đường lui chỉ có thể liều chết chiến đấu nếu tôi không liều mạng thì người phải đổi mạng sẽ là đệ tử vong hồn của ma đạo khương tuyết dương ở phía sau cũng đang cố hết sức muốn dậy lên sóng to gió lớn trong biển kiếm mênh mông như vậy cần phải có lực gió cực lớn. Trường Phong phá lãng hội hữu thời, trực quải vân phàm tế thương hải. Dịch nghĩa, thời cơ theo gió lướt sóng sẽ tới, đến lúc đó nhất định sẽ dương buồm vượt biển xanh, cùng với tiếng thét lớn của Khương Tuyết Dương, cuồng phong ập vào biển kiếm tạo ra một cơn sóng thần, cuồn cuộn tận trời xanh dìm hết tất cả đệ tử của Âm Sơn. Đệ tử Ma đạo tạm ngừng tấn công, để cho cơn cuồng phong tàn sát đại quân đệ tử Âm Sơn. Chờ đến lúc sóng tan, Mấy vạn đệ tử cuối cùng của âm sơn pháp mạch đã tan đàn xẻ nghé, ý chí chiến đấu cũng mất sạch. Giết, bạch vô nhai hét lớn sau đó dẫn theo đệ tử ma đạo diệt sạch quân tàn dư. Sát thần lâm thanh thủy cũng không hề trùng tay, bắt đầu cuộc đua tàn sát với bạch vô nhai. Âm sơn pháp mạch từ lâu đã là một mối họa của nhân gian, mấy năm gần đây lại trở thành mối họa lớn nhất, có chết cũng chưa hết tội. Sau khi đã giành được phần thắng trong cuộc chiến dương quan, Khương Tuyết Dương, Bạch Hà Sầu, Lưu Phong Vũ và những người khác lập tức chạy đến đồi bên phải để tiếp ứng cho Kiêm Hà. Chỉ còn lại một mình tôi ở giữa trận với thân thể mệt mỏi dã rời, hướng mắt về phía Lang Xuyên Quân đang ở trên lầu thành. Lúc nãy khi tôi bị bốn tên nửa bước thiên tôn bao vây, nếu lúc đó Lang Xuyên Quân và Lạc Vì Tiên Tử cũng tham chiến, chắc chắn tôi sẽ đấu không lại bọn họ. Tôi không hiểu nổi vì sao hắn ta lại trơ mắt nhìn đệ tử mà mình yêu quý chết thảm, đại quân đệ tử âm sơn bị giết sạch mà lại không chịu tham chiến. Hồ Vĩ Đạo Tôn cũng không tham chiến. Ngay khi đại quân đệ tử âm Sơn rơi vào thế yếu, hắn ta liền ra lệnh cho người đóng cửa thành lại, sau đó cũng không hề có động tĩnh nào nữa. Đến lúc bình minh, cuộc chiến ngoài dương quan cuối cùng cũng kết thúc. Ma đạo tổn thất hai vạn đệ tử, giết được gần 5 vạn đệ tử của âm Sơn. Máu tươi chảy thành sông, đến thi thể cũng nổi lên trên, tường thành dương quan nhuốm một màu máu đỏ thắm. Khi cuộc chiến dương quan vừa kết thúc, Khương Tuyết Dương và Kiêm Hà cũng kết thúc trận chiến phía bên phải và đi về phía tôi. Hiện giờ chỉ còn trận chiến giữa Thủy Hỏa và Âm Sơn Thập Nhị Sứ vẫn chưa ngã ngũ, một khi Hoàng Đạo Thập Nhị cung âm cực sát trận được kích hoạt, nó sẽ biến nơi đây thành một vùng đất chết, nên chúng tôi không thể chen vào cuộc chiến giữa họ. Yên tâm đi, Thùy Hỏa sẽ không sao đâu." Khương Tuyết Dương nói. "Tôi biết." Tôi đáp lại, cuộc trò chuyện của chúng tôi vừa kết thúc, bóng của Thùy Hỏa đã lấp ló ở đằng xa khoảnh khắc thủy hỏa xuất hiện đại diện cuộc chiến giữa ma đạo và âm sơn đã có thể hạ màn. Đại chiến kết thúc, nhưng đại hỏa của sát phá lang mới chỉ bắt đầu. Tối mai chính là ngày ánh sáng của ban đêm biến mất, mà lúc tôi quay lại nhìn Khương Tuyết Dương, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi buồn không tên. Tôi luôn lo rằng Khương Tuyết Dương sẽ khó mà thoát khỏi hiểm cảnh. chương 449, Đại Hoàng Tử Hung 1 Sau khi trận chiến Dương Quan kết thúc, mà đạo đã không còn tham gia những trận chiến có quy mô nữa binh mã được chỉnh đốn, sức khỏe được phục hồi. Thùy hỏa phá vỡ hoàng đạo thập nhị cung âm trí trận đấu đó dùng bí ẩn mạnh nhất của tử thần, niết bàn được tái sinh lần nữa. Ngọn lửa rực cháy màu xanh lam trong mắt lại thêm phần thịnh vượng, thần quang lấp lánh, gương mặt của tử thần càng thêm uy nghiêm. Người không sao cả, nhưng bộ giáp xương cốt hắc kim bị hư hại nghiêm trọng. Gương chiến cốt tần vương bị vỡ, đai long cốt hóa thạch đứt đoạn, chiến bảo rách toạc. Duy nhất long hồn hạo kỳ đeo trên vai vẫn còn nguyên vẹn, đây chính là điều may mắn nhất. Không có long hồn hạo kỳ, ma đạo không thể mở rộng đại quân vong hồn, vì ma đạo không giống với âm sơn pháp mạch có nơi chuyên để nuôi dưỡng linh hồn. Linh hồn của ma đạo cần dựa vào âm khí long mạch núi trường bạch trong long hồn hạo kỳ nuôi, trước khi ngưng kết ra âm thân cũng cần thu về tu hành trong huyền quan. Chấn thương của kiêm hà là do thiếu hụt thần niệm, có thể chứa ngũ đại hộ pháp quỷ vương của âm sơn pháp mạch được khống chế bởi một người, sức mạnh của huyết mạch huyễn ma có thể thấy rất hiển nhiên. Sau trận chiến này, kiêm hà càng từ bỏ những điều được thiên phú khác của huyết mạch huyễn ma chuyển sang tinh tu gương huyễn ảnh đến cuối cùng chứng minh được con đường đại đạo trở thành ma đạo thiên tôn huyễn ảnh sau trận chiến dương quan ma đạo thương vong nặng nề vì thế cho dù chiến tích ấn tượng nhưng vẫn có nỗi bi thương trong lòng quân trận nhắn nhủ những người qua đường không che mũi hương người sống không bằng hương người đã tử trận đằng sau vạn sự thiên hồng là dũng khí và lòng tin của họ đợi đến khi tôi và khương tuyết dương thùy hòa hồi phục toàn bộ, mà đạo mở đại hội toàn quân. Sau trận chiến dương quan, chỉ còn lại sát thân của sát phá lang, đại quân ma đạo không cần cùng chúng tôi hướng về âm sơn tổ đình, ngay cả đệ tử vong hồn thùy hỏa cũng không thu về long hồn hạo kỳ nữa. Âm sơn pháp mạch là môn phiệt đã tồn tại hàng ngàn năm trên thế giới, ban đầu còn nhận được sự tán dương của tam đạo. Tổ đình của chúng không phải người thường có thể lên, chỉ cần núi thái âm bảo vệ bao bọc cũng đã có thể ngăn cản vô số người rồi, hơn nữa trong thần điện lão tổ còn thờ tượng thần của âm sơn lão tổ âm sơn lão tổ là đạo tổ cấp bậc thiên tôn cho dù là ông ta bị nhốt lại cho tới chết vẫn giữ được vẻ uy nghiêm của ông ta ngày trước thiên tôn không hổ thẹn đệ tử ma đạo dưới cảnh giới nửa bước thiên tôn muốn tấn công âm sơn tổ đình chẳng khác nào tự tìm tới cái chết kiếp nạn sát phá lang chỉ có thể do ba chúng tôi tự mình gánh việc này chúng tôi cũng không thể nói rõ ra được ngay cả với kiêm hà chúng tôi cũng không nhắc tới chỉ có ba người chúng tôi sẽ tấn công âm sơn tổ đình lực lượng có chút yếu ớt nhưng cũng không còn cách nào khác ma đạo của tôi như ngày nay nửa bước thiên tôn cũng không ít nhưng đáng tiếc họ còn phải ở lại để đối phó với sự uy hiếp của âm ty sau khi trận chiến âm sơn phân thắng bại âm ty cũng sẽ xuất binh nếu như họ đi cùng chúng tôi lên âm sơn tổ đình vậy thì những đệ tử ma đạo còn lại sẽ bị âm ty nghiền vụn toàn bộ đường nhân vương duy đã từng viết một bài thơ chia tay trong đó có một câu khuyến quân canh tận nhất bôi tử tây xuất dương quan vô cố nhân Tạm dịch khuyên người uống thêm một chén rượu, đi tây dương quan không người thân. Tuy dương quan trong bài thơ không dương quan cần tới, nhưng nó lại chất chứa nỗi buồn chia tay trong thương cảm. Tôi nhìn những đệ tử ma đạo còn may mắn sống sót sau hàng loạt trận chiến, trong lòng bùi ngùi xúc động. Đằng sau dương quan, sát phá lang đối mặt với sự sống còn. Dương quan ở trước mắt, những đệ tử ma đạo còn sống sót cũng đối mặt thử thách sinh tử với đại quân âm ti. Lần từ biệt này, hai chữ sinh tử thật khó nói. Khương Tuyết Dương dặn dò xong, ba người chúng tôi từ biệt các tướng sĩ. Từng bước đi xa dần, cũng tới bên ngoài thành Dương Quan, Thùy Hỏa Tế xuất đao trấn yêu, tập hợp thiên địa canh kim và âm sát chi khí, một đao chặt xuống. Một tiếng rầm vang, cửa thành Dương Quan vỡ ra. Đúng lúc ba người chúng tôi định đi vào cửa thành, hàng ngàn hàng vạn đệ tử ma đạo phía sau đột nhiên đồng thanh hét lên, chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loài. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Chương 450, Đại hoang tứ hung 2 họ hét lên giáo nghĩa của ma đạo, mượn đó để thể hiện quyết tâm trong lời thề sinh tử cùng ma đạo. Tôi giật mình khi nghe những lời đó, tôi quay người nhìn họ và hành lễ cúi chào, không ngoảnh đầu lại lần nữa, xài bước vào cổng. Quỷ môn quan, vương chân nhân rất tự hào, trưng binh điểm tướng thể tiêu diệt ma đạo và âm sơn trong một trận, lập công cho âm ti. Ma đạo và âm sơn đã có kết quả thắng bại, sức mạnh tài nguyên của âm sơn pháp mạch đều đã cạn kiệt, chỉ còn sót lại một tòa tổ đình. Ma đạo cũng thương vong nặng nề, làm thâm hụt sức mạnh binh tướng. Tuy nhiên, điều ông ta băn khoăn là, Bắc âm đại đế châu khất đã thay đổi thái độ mà ban đầu ủng hộ hắn một cách mạnh mẽ, chỉ cho xuất binh không cho xuất tướng. Âm ti ngày nay, theo thời đại mạt Pháp sắp kết thúc cơ duyên từ trên trời rớt xuống, thập đại âm xoái nâng cấp lên cảnh giới nửa bước thiên tôn, ngũ đại phán quan cũng có sự cải thiện rõ rệt. Nhưng châu khất lại có thể không cho bất kỳ người nào xuất binh theo vương chân nhân, chỉ bảo ông ta lấy đếm lấy vài tên nửa bước thiên tôn trong đám 36 quỷ tướng. Âm ti không thiếu tướng soái, bộ hạ ngũ phương quỷ đế có cấp bậc nửa bước thiên tôn rất nhiều. Nguyên cả âm ti, ngoài những chiến tướng giữ chức vụ quan trọng không dễ động tới, còn có cả trăm vị nửa bước thiên tôn có sẵn. Cho dù là như thế, vương chân nhân vẫn có quyết tâm tất thắng. Đại quân xuất phát từ lúc dương quan bị phá vỡ, âm thầm đi theo con đường hoàng tuyển tăm tối, đưa quân tới âm sơn. Cửu U là nơi cực lạnh, thần điện tăm tối. Khởi bẩm nữ đế điện hạ, vương chân nhân đã đem 10 vạn âm binh tới núi Thái Sơn. Châu khất khom mình hành lễ nói, nhà ngươi có phải đang nghi hoặc việc cô không cho âm ti xuất tướng? Cửu u nữ đế nói, nữ đế điện hạ nhìn xa trông rộng, nhất định có suy nghĩ sâu xa. Vương chân nhân lần này xuất quan sẽ vĩnh viễn không quay trở về. Cửu u nữ đế thở dài rồi nói, ma đạo và âm sơn đều đã cạn kiệt sức lực, muốn tiêu diệt 10 vạn đại quân âm ti của ta trừ phi hai vị ma đạo thiên tôn ra tay, chẳng lẽ nữ đế ám chỉ là bọn họ sao? Thiên tôn ma đạo được coi là kinh tài diễm sắc, đại quân người vạn của âm ti không xứng để họ phạm điều cấm kỵ của thiên đạo. Không phải bọn họ, vậy làm sao ma đạo có thể đánh lại được 10 vạn đại quân của âm ti? Châu khất lại hỏi, người còn nhớ ai là người chỉ huy đại quân vong hồn năm đó chứ? Hiệp khách bóng tối Bắc Minh Tú, Châu khất nói, người này vong hồn đắc đạo, không phải quỷ đế nhưng lại có sức mạnh của quỷ đế, một khi hắn ra tay, vương chân nhân tử trận khó thoát. Cửu U Nữ đến nói, nhưng bác minh tú không phải trong trận chiến phong thần đã bị hỏa long chân nhân của nhân đạo giết chết ở bờ bắc hải rồi sao châu khất bối rối hỏi bác minh tú không dễ giết như vậy đâu hỏa long chân nhân chỉ chém âm thân của ông ấy để ông ấy thoát khỏi thần hồn sao chưa từng nghe qua ma đạo lại che giấu một sát tướng vong hồn trong huyền thoại như vậy bởi vì ông ấy chưa từng tham gia lại ma đạo mà tạ lan chỉ huy nhưng cô có thể khẳng định với ngươi nơi ông ấy đang ở là núi thái sơn đó là nguyên nhân tại sao Cửu U Nữ Đế quyết tâm không cho Âm Ty xuất quân, thời đại Mạt Pháp chưa kết thúc, bất luận là thiên tôn của Ma đạo hay Cửu Thiên Phong Thập Lục Phong Thần đều không thể ra tay với Âm Ty. Địa điểm chiến trận lần này lại là Âm Sơn Tổ Đình, hang ổ của Âm Sơn lão tổ. Kiếp nạn phù tô huyết hải tại Âm Ty vẫn chưa kết thúc, quỷ đế thiên tộc và ba người dám sát lục đạo đều không thể kinh động. Ở tình huống này, Âm Ty tìm không được chiến tướng có thể đối đầu với hiệp khách bóng tối. Hiệp khách bóng tối Bắc Minh Tú có sức mạnh của quỷ đế. Ông ấy mà ra tay, thì một người có thể chặn đứng người vạn đại quân của âm ti. Vào trong dương quan, ba người chúng tôi chậm chậm bước về phía trước, trên đường không có chướng ngại. Âm sơn tổ đình được xây dựng như nằm trên đầu một con thú nhìn lên bầu trời gầm rú, đại điện uy nghiêm, trông hung dữ kỳ lạ. Cổng núi tổ đình, khắc bốn tượng ác thú, chia ra thành, thao thiết, đào ngột, cùng cơ, hỗn độn. Mỗi tượng thú đều có tư thế thành phong, ngồi gác cửa núi, tà khí bừng bừng, không thể lay chuyển. Muốn vào cổng núi, cần phải phá giải được trận pháp bảo vệ của bộ tứ đại hoang ác thú này. Khương Tuyết Dương chỉ về phía bốn tượng ác thú nói, làm sao phá được, Thùy Họa hỏi, cách phá giải rất đơn giản, bốn tượng ác thú đó trông hùng dũng nhưng thiếu sự nhanh nhẹn, pháp trận bảo vệ này cũng không có biến hóa quá nhiều, chỉ cần lực lượng đánh bại chúng là được. Sức mạnh thế nào, tôi hỏi, khởi động trận pháp có sức mạnh của thiên tôn, sức mạnh tiêu diệt cần trên sát trận của hoàng đạo thập nhị cung âm cực, Muốn phá trận này, chỉ có cách mượn sức mạnh mệnh bàn của sát phá lang thì may ra có cơ hội. Tiếp đó ba người chúng tôi mỗi người tự mình nâng cao chiến lực, chuẩn bị phá trận. Thùy họa sau khi ngưng kết thân thể tử thần, thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn quyết về dương cực tứ thập đao đã trở thành một chuyện quá xa vời. Vì thân thể tử thần là cực âm cực lạnh, cho dù cô ấy có là thiên tôn đi chăng nữa, cũng không có cách nào sử dụng đao pháp dương cực. Ban đầu lúc mới biết có kết quả như vậy, Thùy Họa còn cảm thấy sầu não vì cho rằng đã mất đi quyền thừa kế của phá quân hộ Pháp Thiên Tôn. Nhưng rất nhanh cô ấy hiểu ra, ai cũng có đạo của riêng mình, cùng người nhưng số phận khác nhau. Tiếp nhận việc đó, Thùy hỏa bắt đầu trên tứ thập âm cực đao Pháp nền tảng thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn, cảm ngộ đao Pháp thuộc về tử thần. Tạo nên chiến thuật đao Pháp không phải là chuyện dễ dàng, cho nên đao Pháp của Thùy Họa hiện giờ vẫn chưa vượt qua phạm trù của phá quân. Nhưng việc uy lực âm cực tứ thập đao được trưng xuất từ thân thể tử thần đã tăng lên rất nhiều lần rồi đặc biệt là sau khi cô ấy niết bàn hai lần tại hoàng đạo thập nhị cung âm cực sát trận âm cực tứ thập đao đã có uy lực của thiên tôn rồi theo đó thủy họa chuyển vận chiến thuật đao pháp trời đất nổi gió bay mây nguyên cả âm khí của núi thái âm nhanh chóng ngưng kết quanh người cô ấy cùng lúc đó tôi cũng giải phóng hình kiếm khí cái gọi là hình kiếm khí thực chất là sự mở rộng của kiếm chiêu kiếm chiêu là chỉ đâu đánh đó ngay cả khi có phát tán kiếm khí cũng là hướng cố định của đường chết nhưng hình kiếm khí lại không giống vậy sau khi kiếm khí rời khỏi kiếm thân thì có thể sản sinh biến hóa cùng thần niệm. Do tôi đã từng tu hành qua kiếm thất sát, nắm rõ bí ẩn kiếm khí hóa rồng, hình kiếm khí của tôi có thể cùng với sức mạnh biến tất cả thành rồng, còn có thể dung hòa thành kiếm khí cự long với uy lực mạnh nhất. Đó chính là ma kiếm ngự long quyết mà sau này tôi lĩnh ngộ được. Hình kiếm khí không ngừng được giải phóng, tất cả những thứ biến thành rồng cứ bay vòng quanh tôi. Tôi và Thùy Hỏa vẫn luôn cùng nhau nâng cao chiến lực, Khương Tuyết Dương cũng không nhàn rỗi, cô ấy quay quanh đạo của tham lang tập hợp sức lực chúc phúc của bốn ngọn gió thành một cuối cùng hình thành một đạo thần niệm chúc phúc mạnh vô địch cô ấy không phải phong thập bát chỉ có thể sử dụng sức lực chúc phúc của gió không thể sử dụng sức mạnh pháp quy của gió phong thập bát dung hòa sức mạnh pháp quy của bốn ngọn gió thành một mở ra cơn bão nhưng khương tuyết dương thì khi dung hòa sức mạnh chúc phúc của bốn ngọn gió thành một hình thành bạo phong chúc phúc đợi đến khi ba người đều đã chuẩn bị xong xuôi hết khương tuyết dương đứng ở mệnh cung tôi và Thùy Hỏa cùng với cô ấy đứng theo vị trí tam hợp cung, nhắm lấy pháp trận bảo vệ hồng hoang tứ hung ở trước mặt xem như là tứ chính để phá vỡ. Bạo phong chúc phúc, sắc, sắc, tiếp theo hai chữ sắc của Khương Tuyết Dương, hai đạo bạo phong chúc phúc đánh vào cơ thể của tôi và Thùy Hỏa. Tam phương khởi động, tứ chính tự vị, một đao âm cực của Thùy Họa sinh sát quét về phía trước, tượng tứ đại hung thú lần lượt bị kích hoạt, pháp trận bắt đầu xoay chuyển. Đúng lúc đó, tôi hội tụ tất cả long hình kiếm khí tập hợp thành một con kiếm khí cự long dài trăm trượng, nó gầm lên một tiếng rồi lao vào trong. Tiếp theo đó, là trận chiến ác liệt giữa ba người chúng tôi và đại hoang tứ đại hung thú. chương 451, Hồn Chi Bi Thương một Ba người chúng tôi mượn sự giúp đỡ tam phương tứ chính của sát phá lang dốc sức chiến đấu với đại hoang tứ hung, cuối cùng tranh thủ thời khắc gặp hoàng hôn, phá hủy toàn bộ bốn bức tượng, thành cát bụi. Đây không phải là đại hoang tứ hung thật sự, chỉ là âm sơn lão tổ suốt vài phần thần vận để mô phỏng mà thôi, cho dù là thế, nhưng cũng có uy năng của thiên tôn. Sau khi phá hủy trận pháp bảo vệ, chúng tôi không vội tiến vào. Thần niệm của tôi và Thùy Hỏa vẫn còn dư sức, nhưng Khương Tuyết Dương đã có những giọt mồ hôi dày đặc động trên chiếc mũi xinh đẹp. Ba người ngồi thiền điều hòa hơi thở, trong huyền quan của tôi có ánh trăng nên hồi phục đầu tiên. Mở mắt ra và nhìn kỹ sang Khương Tuyết Dương, từ lúc nghe phong thập bắt nhắc tới ba mũi tên Nguyệt Ma, Mỗi khi tôi nhìn thấy Khương Tuyết Dương đều cảm thấy sợ hãi, tôi rất sợ mất cô ấy. Chợt nhớ ra, tôi và cô ấy cũng đã quen biết được 9 năm rồi. Tôi luôn cảm thấy cô ấy thật quen thuộc, thậm chí còn quen thuộc hơn cả người thân nữa, giờ nhìn dáng cô ấy nhắm mắt điều hòa hơi thở, tự dưng tôi thấy một cảm giác xa lạ. Có những người như vậy, mình cho rằng mình rất hiểu họ, nhưng khi tiếp xúc một cách nghiêm túc, mới phát hiện mình không hiểu gì về họ cả. Ví dụ như Khương Tuyết Dương những gì tôi biết được về cô ấy từ đầu tới cuối đều là từ thân phận trong toàn chân giáo của cô ấy. Long hổ hành tàu thất truyền, toàn chân giáo có Khương Tuyết Dương. Về cuộc đời trước kia của cô ấy, không hề biết gì. Không hỏi kiếp này, đừng hỏi kiếp sau. Luôn nghĩ rằng cô ấy sẽ ở bên, cho đến giây phút phải chia tay, mới biết mình đã bỏ lỡ điều gì. Tôi nhớ lại cấm bộ mà cô ấy làm cho tôi, nhớ lại lúc vẽ bùa học đạo ở toàn chân giáo, có đôi lúc cô ấy vô tình thẫn thờ mông lung. Nhớ lại lúc Thùy Họa nói những lời lẽ hoang đường, sắc mặt của Khương Tuyết Dương liền lộ ra vẻ xấu hổ tức giận. Tham Lang hộ pháp Thiên Tôn năm đó sinh ra cô độc, vì ma đạo mà được sinh ra, không ai hiểu tâm tư của cô ấy, thậm chí có nhiều người cả đời cũng không nhìn thấy nhan sắc thật của cô ấy. Trong đạo tàng không có ghi chép nào ghi lại cuộc đời của cô ấy, từ khi cô ấy bắt đầu gia nhập ma đạo, đã đứng ở vị trí mà người thường không thể với tới. Trong ma đạo cũng không có ghi chép nào về đời sống tình cảm của Tham Lang hộ pháp Thiên Tôn ngay cả tình cảm chị em của tham lang hộ pháp thiên tôn cũng rất ít được nhắc tới duy nhất có một ghi chép lại là mà đạo tổ sư tử trận ở vách đá linh hồn phá quân say ba ngày uống rượu sách đao xuống âm thi tối hôm đó thiên văn đảo kim ngao mất kiểm soát gió to mưa bão biển động sóng thần nhận được tin về cái chết của phá quân tham lang hộ pháp thiên tôn dùng vạn tiên trận tuyệt giết không biết bao nhiêu cao thủ cuối cùng tức giận nhấn chìm đảo kim ngao đạo bất ngôn thọ sắc đẹp của tuyết xương trong những năm qua cũng không có biến hóa nhiều, vẫn là sắc đẹp làm lay động lòng người. Nhưng, hôm nay tôi nhìn cô ấy, luôn có cảm giác nhẹ như hoa cúc. Dường như cô ấy đang dần rời xa chúng tôi, tôi muốn giữ cô ấy lại nhưng không giữ được. Cảm thấy thần niệm của cô ấy đang dao động, tôi nhanh chóng nhìn lại. Bây giờ là đêm rồi, qua đêm nay chỉ còn cách thời gian dạ quang lụi tàn một ngày ngày. Đi thôi, đợt pháp trận này là vòng bảo vệ đầu tiên mạnh nhất của âm sơn tổ đình, lên trên là tiến vào quảng trường tổ đình rồi khương tuyết dương nói quả nhiên trên đường đi không hề có trận pháp nào có chủ tâm giết người cả với thực lực và tu vi của ba chúng tôi lang xuyên quân cũng không ngăn cản nổi đại quân diệt ma hoàng đạo thập nhị cung âm cực sát trận bị phá vỡ lục đại hộ pháp quỷ vương toàn bộ phải đền tội con át chủ bài của âm sơn tổ đình gần như đã bị đánh hết thậm chí là môn việt ngàn năm tuổi cũng không thể đỡ nổi đợt tấn công của ma đạo sát phá lang tam phương tứ chính Thời đại mặt Pháp, âm sơn tổ đình không yếu hơn âm ti. Sau khi trở thành đại nạn của nhân gian, thế lực lại càng lớn. Đáng tiếc là, vận mệnh của ma đạo mạnh hơn. Chỉ cần mệnh bàn sát phá lang không bị phá vỡ, ma đạo nổi lên không thể ngăn cản nổi. Tuyết dương, âm sơn tổ đình còn con át chủ bài nào chưa xuất không? Tôi hỏi, chỉ còn lại một biến số lớn nhất, sát quân thứ nhất trong âm sơn thập nhị sát. Khương Tuyết Dương nói, tu vi của người này thâm hậu không đoán được, chỉ dưới âm sơn lão tổ, Âm ti bao nhiêu năm qua không đánh âm sơn, người ta nói rằng là do kiêng rẻ sự tồn tại của con người này. Âm sơn tổ đình có kiến trúc tạo hình kỳ lạ, trông giống âm tàu địa phủ, là bởi vì nó nằm trên đầu con thú hướng lên trời, nó được tạo ra cũng thích hợp với vùng đất này, trông nó càng u ám hơn. Duy nhất có một thứ trông chính đại quang minh đó chính là thánh điện lão tổ. Đứng tại âm sơn tổ đình, nhìn vào tứ diện xung quanh, chỉ thấy một đỉnh ở phía tây nam có hình dạng như một cỗ quan tài chọc trời, tràn đầy tử ý, nhìn thấy thương cảm chương 452, Hồn Chi Bi Thương hai Phía chính tây còn có một đỉnh, tối đen như mực, giống như một mũi hắc tiến bắn vào mây xanh, đó chính là mục tiêu cuối của chúng tôi khi tới đây, đỉnh quỷ tiến. A à Lê đã bị bắt đi trong thời gian rất dài rồi, tuy là không biết quỷ tiến phùng mông không biết đối với nhóc ấy thế nào, nhưng không nghĩ cũng biết đó sẽ là trận có khả năng giải vò của địa ngục. Ánh sáng và mặt tối của mặt trăng không thể cùng tồn tại, cũng giống như thần và ma đối lập, mà còn muốn phá vỡ thần tính ánh sáng của mặt trăng đầu tiên làm là hủy hoại tinh thần ý chí của a lê a lê vẫn còn là đứa trẻ nỗi đau bị phá hủy tinh thần ý chí thật là không thể tưởng tượng nổi đó chính là điều thảm khốc mà phong thập bát đã nhắc tới khi nói về a lê cũng giống như tôi lo khương tuyết dương sẽ chết tôi cũng lo lắng như vậy đối với a lê tôi sợ sẽ không còn gặp lại thiếu nữ của bộ tộc đông di sợ nhóc ấy sẽ rơi vào ma trướng quảng trường thần điện lão tổ chỉ có ba người chúng tôi lang xuyên quân đạo tôn hồ vĩ tiên tử lạc thủy ngoài những người này ra ngay cả một bóng đệ tử âm sơn cũng không có đằng sau ba người này chính là lão thần điện thần thánh nhất của âm sơn tổ đình cửa điện đóng kín ta không thể không thừa nhận ma đạo lớn mạnh hơn tưởng tượng của ta rất nhiều mệnh bàn sát phá lang quả nhiên có xu hướng không thể đảo ngược được chỉ tiếc là các ngươi không nên đến đây lang xuyên quân từ tốn nói bọn ta đã tới đây rồi tôi nói nếu như các ngươi xuống núi có thể còn có sợi sinh cơ. Âm ti cũng không xuất binh, âm sơn và ma đạo không có túc nguyệt, hà tất nhất định phải chiến đấu một binh một tướng. Hồ Vĩ Đạo Tôn nói, ha ha, ngay cả khi nó không dành cho đệ tử ma đạo của ta, thì hôm nay âm sơn tổ đình phải bị phá hủy. Tôi cười nhạt nói, tại sao? Hồ Vĩ Đạo Tôn vặn hỏi, quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng, âm sơn ngoan cố không chịu thay đổi, hành động ác độc, gây đau khổ cho thường dân, người hay thần đều phẫn nộ. Bàn tay giả của Thiên Đạo đã gây ra tàn khốc ở Âm Sơn, mà đạo ta đây càng phải giúp đỡ và cứu người. Được lắm, nếu đã nói như thế, chỉ còn cách quyết chiến." Lang Xuyên Quân trầm giọng nói. Nói xong, Lang Xuyên Quân và Hồ Vĩ Đạo Tôn, tiên tử Lạc thủy vào tư thế chiến đấu. Thực lực của Lang Xuyên Quân chúng tôi đã đánh giá thấp, cũng giống vậy, thực lực của tiên tử Lạc thủy cũng bị chúng tôi đánh giá thấp, chiến lực của cô ta không hề dưới Khương Tuyết Dương. Hơn nữa nơi giao chiến lại là thần điện trước tổ đình, ba người bên lang xuyên quân có thể mượn tượng thần lão tổ trong thần điện để ban phước tăng sức mạnh chiến lực, lại còn có nguyên cả người bảo vệ nhìn về phía trời cao của núi Thái Sơn. Thậm chí nếu có sức mạnh mệnh bàn của sát phá lang chúng tôi, trận đánh này chắc chắn cũng sẽ rất khó khăn. Từ buổi tối đến ban ngày, chẳng mấy chốc cả ngày trôi qua thật nhanh. Đã tới lúc giả quang lụi tàn, trên đỉnh quỷ tiến có thể bắn ra ba mũi tên nguyệt ma bất cứ lúc nào. Cho nên, chúng tôi phản dồn hết sức lực tấn công, kết thúc trước khi hoàng hôn buông xuống, giết hết ba người bên lang xuyên quân, phá hủy thượng thần âm sơn lão tổ. Lúc này, lang xuyên quân đã điên cuồng, cửu âm sát khí trên người dày đặc. Công lực của hắn so với cửu âm câu hồn cao hơn không biết bao nhiêu lần, cửu âm sát khí chạm vào là chết chắc. May mắn thay, từ khi bắt đầu thủy hỏa bám lấy tử khí của hắn, không để cửu âm sát khí của hắn lan rộng bám vào người của tôi và tuyết dương. Chỉ là chiến lực của Thùy Hòa không mạnh bằng lang xuyên quân, chỉ có thể dựa vào sự hỗ trợ giúp đỡ của bất tử chi thân của tử thần đối thủ của tôi là Hồ Vĩ Đạo Tôn, kẻ này là cao thủ duy nhất thông thạo tất cả phép thuật của âm Sơn Pháp Mạch, không những tinh thông mê hợp, xung quanh, tỏa hồn. Lục đại âm thuật của âm Sơn, bản tôn còn có thể biến hóa thành u minh quỷ vương, triệu hồi bách quỷ dạ hành. Trong trận chiến của tôi và hắn ta, từ đầu tới cuối đều bị che phủ bởi quỷ thần chi khí, hình kiếm khí xuất hiện trong vô tận, bách quỷ của Hồ Vĩ Đạo Tôn cũng dường như được triệu hồi vô tận. Khương Tuyết Dương và Tiên Tử Lạc Thủy trong trận chiến cũng trong trạng thái cầm cự, trận đánh giữa Phong Long và Hắc Sa khó phân khó giải. Trận chiến với ba người bên Lang Xuyên quân từ đầu đã là một trận có tiêu hao lớn, chiến lực của chúng tôi tăng lên, chiến lực của bọn họ cũng tăng lên, không phải để giết kẻ địch mà để bảo vệ chính mình. Nếu như vậy, cho dù có đánh một ngày một đêm cũng bất phân thắng bại. Tôi và Thủy Hỏa có thể tiếp trận chiến đấu trong cao độ, nhưng Khương Tuyết Dương thì không cầm cự được. Nơi đây là âm sơn tổ đình, hai vị thiên tôn ma đạo không thể nhúng tay cản trở, phong thập bát cửu thiên phong thần cũng không thể phân xuất thần niệm để tương trợ. Giống như những điều ngài ấy nói, đó là kiếp nạn tam tinh sát phá lang, thiên đạo không liên quan. Để phá vỡ cục bộ này, cần phải có sự lĩnh ngộ của chiến lực. Nếu không có lĩnh ngộ, không có cách nào phá vỡ bố cục này. Cuối cùng, mấu chốt để phá vỡ bố cục đã xuất hiện. Thùy hỏa trong lúc phát huy điên cuồng thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn âm cực sinh sát tứ thập đao, lĩnh ngộ được trí cường đao pháp thuộc về tử thần đao pháp sơ đẳng, đao trấn yêu trong tay cô ấy có sự biến hóa đầu tiên. Vốn dĩ đao thân đen như đôi mắt tử thần của cô ấy, biến thành ngọn lửa màu xanh lam. Đao này vốn là lĩnh ngộ đao lưỡng đoạn của phá quân Đúc Thành, sau đó bị Hoàng đế Càn Long ban cho Sơn Hải quan để trấn áp yêu tộc giã tiên, lấy tên là đao Trấn yêu. Mà hiện giờ, chiếc đao này đã biến hóa hoàn toàn thành vũ khí thuộc về tử thần. Rất nhanh, cùng với ngọn lửa nhấp nháy màu xanh lam, hình thể thân đao cũng phát sinh sự biến hóa thân đao ngày càng dài và hẹp, lưỡi đao ngày càng mỏng. Thùy Hoa còn đang mải mê vùng đao múa điên cuồng, thân đao cảm nhận được sát khí của tử thần, cuối cùng biến thành hình như dòng nước chảy, mỏng như cánh ve sầu, lưỡi đao phát sáng với màu xanh lam của ngọn lửa. Đây chính là thần binh thứ nhất trong thế giới ngầm được hậu thế đạo tàng ghi chép lại, bi thương trong linh hồn. Lợi nhẫn sát lục sinh mệnh, lực lượng sang thương linh hồn. Chảm, cùng với tiếng hét của Thùy Hoa, hộ thể sát canh của Lang Xuyên Quân bị chém đứt, sau đó người của hắn bay ra, rớt xuống trên bậc của thần điện lão tổ. Lang xuyên quân bị thương nghiêm trọng, hồ vĩ đạo tôn và tiên tử lạc thủy lùi lại, bay về đằng trước cửa chính của thần điện lão tổ. Bọn họ đã thất bại rồi, chỉ cần giết ba người bọn họ là có thể vào thần điện phá hủy tượng thần âm sơn lão tổ rồi, trong nhân gian sẽ không còn âm sơn pháp mạch nữa. Đúng tại lúc này, cửa chính thần điện có tiếng mở cửa cót két, từ trong bước ra một nam nhân mặc áo đen. chương 453, ám ảnh du hiệp 1. Khi người đàn ông kia bước ra khỏi thần điện, tôi liền cảm nhận được uy áp thần niệm mạnh mẽ thuộc về một nhân vật cấp cao, cảm giác này tương tự như lúc tôi đối diện với phân thần của nữ hoa tại đại miếu giã tiên vậy, khiến người ta không thể phản kháng. Nhưng mà, người đàn ông này cũng không phải thiên tôn. Hắn ta có thể khiến tôi cảm thấy như vậy, tất cả đều do thực lực của bản thân, một cường giả nửa bước thiên tôn vô cùng lợi hại tuy không phải thiên tôn nhưng lại sở hữu sức mạnh chân áp của thiên tôn. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn chính là đệ nhất sát quân cường đại và thần bí nhất trong âm sơn thập nhị sát. Lúc trước cầu hắc dực sinh tử diễn hóa ra tử linh hỏa long, hoàng đạo thập nhị cung âm cực sát trận của âm sơn thập nhị sứ, hồng hoang tứ hung thủ hộ pháp trận đều có năng lực sánh ngang với thiên tôn. Nhưng bọn chúng chỉ có uy năng trong phút chốc, hoàn toàn không thể thay thế sự tồn tại của thiên tôn. Đứng trước thiên tôn thật sự, thủ tiêu bọn chúng chỉ là một chuyện trong chớp mắt mà thôi. Nếu như thiên tôn mà không lợi hại, vậy trên thế giới này cũng sẽ không có nhiều người luyện đến nửa bước thiên tôn như vậy rồi. Đại đạo gian nan, muốn chứng thiên tôn càng khó hơn lên trời. Nhưng mà, người đàn ông đi từ trong thần điện bước tới trước mặt chúng tôi kia lại sở hữu chiến lược thiên tôn một cách xuất sắc hoàn hảo, nhưng hắn ta vốn không phải thiên tôn. Kiều tôn tại này, trên cả đạo tàng ghi chép lại chỉ có ba người. Một người là kiếm tiên lữ thuần dương của nhân đạo, năm đó lúc ông ta vẫn chưa chứng thiên tôn đã dựa vào vạn kiếm quy tông có được chiến lược thiên tôn. Người thứ hai vẫn xuất thân từ nhân đạo, thiên sư Trương Đạo Lăng, nhờ vạn gia đăng hỏa ở núi Long Hổ tại nhân gian, đạt được cảnh giới nửa bước thiên tôn nhưng có thể chiến đấu với thiên tôn. Người thứ ba là quỷ tướng huyền thoại của ma đạo, ám ảnh du hiệp Bắc Minh Tú. Về những người khác, ví dụ ma đạo tổ sư, phá quân hộ pháp thiên tôn, con đường tu luyện của họ đã trở thành truyền thuyết, vốn không được đạo tàng ghi chép lại. Chính vì như thế, ngay lúc người đàn ông kia đi ra khỏi thần điện, khí thế vô song áp đảo lập tức bao trùm cả hiện trường. Áo màu đen, tóc đen, mắt đen, khuôn mặt góc cạnh tàn khốc trắng bệch mang một vết thẹo hình chữ thập đỏ hồng dữ tợn do đao chém. Vết đao chém ngang dọc giao nhau, xuyên qua con người mắt phải, thẳng tắp đến mép miệng. Tàn nhẫn, hung hãn, tử khí trên người hắn vô cùng nồng đậm, dường như vượt qua thủy họa người có danh húy Tử Thần. Thủy họa tuy rằng là Tử Thần, nhưng có tình có nghĩa. Con người đàn ông mặc áo đen trước mặt lại lãnh khốc vô tình như đỉnh núi băng, tựa như hắn bước lên từ dưới địa ngục vậy. Người đàn ông bước ra khỏi thần điện, ba người lang xuyên quân lập tức chuyển sang thái độ cung kính vạn phần. Âm dương pháp mạch đã tận lực sử dụng tất cả nguồn tài nguyên chiến lực, nhưng khi người đàn ông kia quyết định ra tay, chính là sự đảm bảo về chiến lực mạnh nhất dành cho âm sơn pháp mạch. Người đàn ông mặc đồ đen tiến từng bước về phía chúng tôi, mang theo sát ý dũng mãnh như muốn rời non lấp biển. Đợi khi hắn ta còn cách chúng tôi tầm 10 trượng, người đàn ông đó ngừng lại, lạnh lẽo ngước nhìn tôi hỏi, người chính là Tạ Lan. Là ta, tôi nói, ngươi là ma đạo tổ sư không sai ngươi xứng sao tôi không có lời nào để phản bác chỉ có rút kiếm ngay lúc người đàn ông đó đi về phía chúng tôi chúng tôi đã dựa theo đội hình sát phá lang tam phương tứ chính mà hành động chuẩn bị tốt tinh thần quyết tâm chiến đấu đến chết tốt lắm vậy hãy để ta nhìn xem thử sát phá lang hôm nay rốt cuộc có năng lực tam phương tứ chính hay không nói xong hắn ta vẫy tay về phía ngọn núi có hình như chiếc quan tài ở hướng tây nam theo đó liền nghe một tiếng ầm ầm chấn động đỉnh núi lập tức sụp đổ vỡ vụn thành trăm mảnh, từng tảng đá lăn đùng đùng khiến các ngọn núi vang lên tiếng vọng lớn. Giữa đống đá vỡ vụn bay loạn xả bỗng bay ra một thanh hắc kiếm đen tuyển chạm khác vô số phù văn, trong nháy mắt xé gió phóng vụt tới. Người đàn ông kia bắt lấy thanh kiếm rồi cắm xuống mặt đất, bình thản nói, động thủ đi. Cuộc chiến bạo phát, toàn bộ những trận đấu trước đây đều không chảy chật và tiêu hao sức lực bằng lúc giao thủ với hắn ta. Quảng trường dưới chân nhanh chóng xuất hiện vết nứt, tiếp đó cả tòa thần điện lão tổ cũng bắt đầu lung lay mây đen cuồn cuộn giữa bầu trời sát cơ vô tận khuếch tán từ nơi này đến tận các dãy núi đỉnh núi thái âm kinh thiên động địa trời long đất lở thần niệm của cường giả đẳng cấp thiên tôn lay động không ngừng khó lòng khóa chặt cho dù kiếm khí lưu hình của tôi đã diễn hóa sinh ra kiếm hải tuy nhiên người đàn ông mặc áo đen kia cứ như một con thuyền nhỏ tùy ý trôi nổi tránh né trên kiếm hải bão táp điên cuồng quét qua thế nhưng người đàn ông mặc đồ đen vẫn bất chấp bất động tại chỗ không hề hấn gì hết. chương 454, Ám ảnh Du Hiệp 2 Đạp gió dễ sóng nhàn hạ tự nhiên lướt qua như đang đi dạo thảnh thơi trong khuôn viên. Chỉ duy nhất khi đối diện với bi thương chi hồn của tử thần hồn đao pháp mà Thùy Họa mới lĩnh ngộ được, mới thỉnh thoảng cao mày. Càng đánh càng thảm hại, chúng tôi tận lực hết mọi sở trường thậm chí còn sử dụng sức mạnh mệnh bàn, đều không thể thương tổn hắn ta một chút nào. Điều mấu chốt nhất là, đến tận bây giờ, người đàn ông mặc đồ đen đó vẫn chưa xuất kiếm. Nếu như đây chính là cái gọi thực lực áp đảo mà mọi người vẫn hay nói, vậy thì mệnh bàn sát phá lang chắc chắn sẽ bị phá hủy, những hy sinh đã bỏ ra vì ma đạo đến lúc này đã trở nên vô nghĩa. Nghĩ đến đây, lòng tôi dâng lên cảm giác phẫn nộ tột cùng. Không, tôi tuyệt đối không cam tâm, ngũ hành vì ngã nhậm tâm du, tứ hải chúng sinh ra hữu duyên. Mạn đạo hùng quan chân như thiết, vô minh cùng nội tận thiện ngôn. Tôi đã bước vào thế giới cờ chiêu hồn, tôi đã gặp gỡ ý chí anh linh của những đệ tử hy sinh trên chiến trường bị thu thập vào bên trong, tịnh thổ mà bọn họ sau khi chết đi khát vọng muốn đến chính là ma đạo tổ đình trên đảo Kim Ngao. Trước đây tôi không hề cho họ bất kỳ cam kết nào, chỉ đặt kỳ vọng hướng tới tương lai, nhưng mà hôm nay mệnh bàn bị phá hủy, vậy ma đạo sẽ không còn tương lai nữa. Sát phá lang, thất sát làm chủ, tôi điên cuồng phát động sức mạnh thất sát pháp tắc, toàn lực xuất kích không dám bảo lưu lại chút gì, tim ma sửng suốt đập liên hồi, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi ngực. Ma kiếm vùng vẩy đến cực hạn, từng đạo kiếm khí lưu hình từ kiếm vấn thiên trong tay tôi bừng bừng khí thế, tiếp đó toàn bộ hóa ra hình rồng. Trên kiếm hải, tuân theo sự dung hợp hoàn mỹ giữa thất sát và ma kiếm, tôi lấy ma kiếm ngự long quyết bắt đầu gấp gáp triệu hồi ra cự long kiếm khí. Phi long tại thiên, lợi kiến đại nhân, long chiến vu giã, kỳ huyết huyền hoàng, thuần dương toàn thịnh, kháng long vô hối, tiềm long vật dụng, phi giả kỳ chứng. Với cảnh giới hiện giờ của tôi, cho dù liều mạng dùng cản hết thần niệm cũng chỉ có thể triệu hoán ra bốn cự long kiếm khí, còn phải mượn sự hỗ trợ của sức lực mệnh bàn và phong bạo cự long của Khương Tuyết Dương. Tứ long xuất thế, một đòn đánh tận dụng hết toàn bộ kiếm khí lưu hình trong kiếm hải. May mắn thay, người đàn ông áo đen đó cuối cùng đã không tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt nữa, bởi vì bốn cự long kiếm khí mà tôi triệu hoán ra nếu liên thủ cùng nhau xuất chiêu cũng đồng thời sở hữu chiến lược thiên tôn, nhưng mà thức thần của tôi vẫn có thể khống chế chúng. Người đàn ông áo đen đó bắt đầu xuất kiếm, kiếm pháp ẩn hiện ảo diệu, đến quỷ thần cũng khó lường. Tôi chưa từng nhìn thấy qua loại kiếm pháp này, cũng không ngờ trên thế gian vẫn còn tồn tại kiếm pháp như thế. Tàng vu cửu thiên, nặc vu cửu u, đây là quỷ kiếm. Khương Tuyết Dương thốt lên, nghe cô ấy nhắc nhở, tôi mới đột nhiên lĩnh ngộ ra. Thần kiếm huyền ảo, ma kiếm dũng mãnh, quỷ kiếm huyền truyền. Khó trách kiếm của người đàn ông kia nhìn có vẻ tùy tiện, nhưng luôn có thể ngay thời điểm then chốt áp chế bốn còn hủy diệt cự long mà tôi dùng ma kiếm ngự long quyết triệu hồi ra. Nguyên nhân do, ma kiếm và quỷ kiếm đều là kiếm pháp cùng một loại cảnh giới, mà cảnh giới tu vi của tôi lại kém xa hắn ta. Lý do vì sao cự long vẫn chưa bị phá hủy, do bi thương đạo pháp của thủy họa đang kiềm chế bên cạnh. Bạo phong chúc phúc, sắc, sắc, hai ngọn bạo phong chúc phúc cuối cùng đã là tinh lực duy nhất còn sót lại của Khương Tuyết Dương, tiêu tốn hết thần hồn và sinh cơ, phóng kích hoàn toàn thì thất cứu đều đồng loạt chảy máu hào quang trong mắt thoáng chốc dập tắt ảm đạm trở lại có được trợ giúp của bảo phong trúc phúc lưỡi đao tử thần sắc bén do thanh đao trấn yêu trong tay thủy họa biến đổi mà thành phát động ra thần quang màu xanh lam vô tận lợi nhãn sát phạt sinh mệnh lực lượng sang thương linh hồn hồn chi bi thương chảm nghĩa là lưỡi đao chém giết sinh mệnh sức mạnh tổn thương linh hồn thủy họa thiêu đốt thần hồn kích phát thần niệm cuối cùng hoàn mỹ khóa chặt sinh cơ của người đàn ông áo đen tiếp đó chảm ra một đao tuyệt vời nhất của cô ấy. Người đàn ông kia không dám xem thường, cùng lúc ngưng thần tiếp đao, bốn con cự long kiếm khí lần nữa gào thét lao tới. Phi long đến từ trên cao, kháng long phóng tới phía trước, chiến long tập kích đằng sau lưng, tiềm long luồn lách phía dưới, khóa chặt triệt để mọi đường di chuyển xoay sở của người đàn ông kia. Nếu như lần này hắn ta vẫn có thể chịu đựng được, vậy thì mệnh bàn sát phá lang nhất định sẽ bị phá hỏng, mà ba người chúng tôi cũng gặp đại nạn diệt thân khó thoát. Tử nhân bất tử, tàn hồn bất diệt tử nhân kinh người đàn ông kia đọc lên một dòng sấm ngữ theo đó từ trong cơ thể hắn ta đột nhiên bay ra ngàn vạn kinh văn tập trung trên bầu trời ngưng kết ra một hóa thân bên ngoài cơ thể ngay khi bổn tôn người đàn ông áo đen kia hóa thành cho bụi hắn ta lấy hóa thân bên ngoài cơ thể do kinh tử nhân ngưng kết nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất cũng cường đại y hệt bổn tôn của hắn ta thua rồi tôi và thùy Hỏa vẫn còn tinh lực tiếp tục chiến đấu nhưng khương tuyết dương đã không còn chút sức lực nào có thể lấy thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn đao của Phá Quân hộ pháp thiên tôn đến cực hạt, dung hợp với tử thần áo nghĩa, sáng tạo ra hồn chi bi thương, cô có tư cách trở thành tướng phá quân của ma đạo. Người đàn ông áo đen chắp tay sau lưng nói với Thủy Họa. Nói xong với Thủy Họa, hắn ta chuyển sang tôi nói, Ma kiếm dũng mãnh, cậu có thể kết hợp hoàn hảo thất kiếm pháp tác và ma kiếm, còn triệu hoán ra cự long kiếm khí, ma đạo tổ sư cậu cũng miễn cưỡng được tính là danh xứng với thực rồi. Sau đó người đàn ông áo đen lại nói với Khương Tuyết Dương, đạo tham lang vốn không thích hợp ứng chiến, bạo phong chúc phúc của cô có thể giúp hai người bọn họ gia tăng chiến lược đến mức lợi hại như thế, quả không phụ mệnh cách tham lang. Đánh giá xong xuôi, người đàn ông áo đen bắt đầu chỉnh sửa y phục trên người. Tội thần ma đạo tướng Bắc Minh Tú, xin bái kiến ma đạo tổ sư. chương 455, Thiên Tôn Quyết Đấu 1 Bắc Minh Tú vừa kho người hành lễ, trực tiếp khiến tất cả mọi người có mặt ở đấy chấn kinh vẻ mặt vui mừng đắc thắng của lang xuyên quân khi đang mang trọng thương bị đẩy lùi nhanh chóng lạc vì tiên tử như muốn sụp đổ duy nhất hồ vi đạo tôn vẫn bảo trì vẻ bình thản như trước gần như sớm đã dự đoán được việc này sẽ xảy ra tên của người bóng của cây bắc minh tú đối với ma đạo mà nói danh tiếng còn lớn mạnh hơn bạch hà sầu ban đầu bạch hà sầu năm đó có cơ duyên của vị thiên tôn thứ sáu nhưng bắc minh tú không cần đạt đến cảnh giới thiên tôn đã sở hữu sức mạnh chiến đấu của thiên tôn mấu chốt nằm ở chỗ ông ấy chính là vị thủ lĩnh cấp cao của ma đạo năm đó địa vị ngang hàng với tử thần thùy họa bắc minh tú tử trận tại thời kỳ đầu của trận chiến phong thần sự hy sinh của ông ấy đối với ma đạo mà nói là một đả kích vô cùng lớn có người nói nếu như không phải vì cái chết của bắc minh tú mức độ thảm khốc do trận chiến gây nên sẽ gia tăng gấp đôi thậm chí đến cùng có khả năng sẽ xuất hiện kết cục bất phân thắng bại trận chiến bắc hải nhân đạo phái gia cường giả trung cấp thiên tôn hỏa long chân nhân tiên đạo cử cử thiên đáng ma tổ sư, hai bên lãnh đạo mấy chục vạn đại quân vây công Bắc Minh Tú. Trận chiến đó, khói bụi do vong hồn chết trận lưu lại đã khiến nước Bắc Hải nhiễm bẩn thành màu đen, tử thương của đệ tử vong hồn ma đạo có thể ước tính đến trăm vạn quân. Sau khi Bắc Minh Tú giáng xuống, ma đạo tổ sư đích thân đến Bắc Hải làm lễ truy điệu cho các đệ tử ma đạo đã hy sinh, thốt lên lời thề mà Bắc Minh Tú đã đọc trong lúc điểm tướng, đại chiến sắp diễn ra, kể từ hôm nay ta sẽ bắt đầu trông coi biên giới phía Bắc của ma đạo, cho đến tận khi chết mới thôi. Ta sẽ không cưới vợ, không nhận đất phong, không sinh con nối dõi. Ta sẽ không đội bảo quan, không tranh giành vinh quang. Ta sẽ trung thành và tận tâm tận lực làm tròn bổn phận, sống chết không từ. Ta sẽ đem sinh mệnh và vinh quang dâng hiến cho ma đạo, nguyện hóa thành cho bụi, nhuốm chàm Bắc Hải. Sau khi Bắc Minh Tú hy sinh, Bắc Hải trở thành cấm địa đạo môn, cấm địa nhân gian, thậm chí chính là cấm địa tam giới. Cho dù trải qua 3.000 năm mặt Pháp, Bắc Hải vẫn như cũ không có chút sinh khí, thủy tộc không dám đặt chân đến, thuyền của nhân tộc cũng thả đi đường vòng. Truyền thuyết kể rằng, đã từng có thuyền ngoại tộc di chuyển qua đoạn hải vực ấy, và nghe thấy giọng hát của vong linh. Ngước nhìn người đàn ông mặc áo đen trước mặt, vị tướng vong hồn huyền thoại của ma đạo tôi, trong lòng tôi chấn động thăng trầm, tất cả địch ý và sỉ nhục trong chốc lát tan biến không còn lại gì. Đây chính là đại tướng thủ hộ ma đạo tôi, thủ lĩnh tối cao của trăm vạn đệ tử vong hồn ngày trước địa vị của ông ấy vượt xa bạch hà sầu sát thần lâm thanh thủy ngân hồ bạch cô nhai hay hách liên phong hậu đây đã không phải đơn giản là sự trở lại của người anh hùng mà là khải hoàn của vương giả bầu trời trên núi thái âm cao ngời ngợi gió nổi lên mây cuồn cuộn núi thái sơn hùng vĩ bởi vì sự trở về của bắc minh tú mà xảy ra dị động núi thái âm do thân thể quái thú của vọng thiên hống hóa thành âm sơn lão tổ bế tử quan chính vì muốn để bản thân và ý chí của vọng thiên hống dung hợp làm một một khi đã hợp thể thành công, vậy thì cả ngọn núi Thái Âm có thể được xem là pháp thân của âm Sơn Lão Tổ. Chính ngay lúc bác Minh Tú không người hành lễ với tôi, tức thì một tiếng than thở nặng nề truyền ra từ thần điện, sau đó từ huyệt thần đình giữa đôi mắt của vọng thiên hống phóng ra một đạo thần niệm mạnh mẽ. Đạo thần niệm vô thanh vô thức, dưới thiên tôn không kẻ nào phát giác ra được. Thần niệm trên đỉnh bầu trời xuất hiện ra một bóng hình phản chiếu, hóa thành một thân đạo bào màu đen tuyền, lão đạo có dáng mạo cổ hũ thần sắc u ám bất ổn lão đạo chính là phân thần của âm sơn lão tổ trần dương sự phản bội của bắc minh tú ám chỉ âm sơn tổ đình đã mất đi phòng vệ mạnh nhất kiếp nạn diệt phong đang cận kề trước mặt mà chuyện này hiển nhiên âm sơn lão tổ không thể nào chấp nhận để nó xảy ra được âm sơn lão tổ đứng trên tầng mây bắt đầu đánh thức ý chí của vọng thiên hống một khi nó thức tỉnh sẽ khiến toàn bộ sinh linh đang sống ở núi thái âm đều bị xóa sổ ngay tức khắc tất cả đều bị ý chí vọng thiên hống nuốt chửng để luyện hóa Tuy rằng thời đại mạt Pháp vẫn chưa chấm dứt, nhưng âm sơn lão tổ lại có tư cách ra tay can thiệp, bởi vì núi Thái Âm là tổ đình của lão ta, nếu lão ta có bất kỳ hành động nào thì thiên đạo đều không ngăn cản. Hiện giờ chỉ mỗi phân thần của lão ta ra tay, bổn tôn vẫn nằm sâu trong núi Thái Âm, cho dù là một phân thần, thì uy năng phóng thích ra bên ngoài đã hoàn toàn vượt xa thiên tôn bình thường. chương 456 Thiên Tôn Quyết Đấu 2 Thiên tôn khó đạt được thành tựu, thiên tôn đẳng cấp đạo tổ ngày càng hiếm có tại nhân gian, từ khi Thiên đạo giáng thế đến nay, Thiên Tôn có tư cách tự xưng là đạo tổ vốn đã không có được mấy người, mà đạo tổ sư, Ngọc Hoàng Đại Đế, Đạo Đức Thiên Tôn, Cửu U Nữ Đế, Nữ Oa nương nương. Đối với các vị Thiên Tôn cường đại khác, chỉ có chiến lực của đạo tổ, nhưng không có danh phận đạo tổ, tuy nhiên Âm Sơn lão tổ Trần Dương là ngoại lệ, lão ta quả thật xứng được đề danh. Chỉ luận về chiến lực, có lẽ lão ta vẫn thua lôi chủ đầu Mẫu Nguyên Quân, binh chủ Cửu Thiên Huyền Nữ, mà đạo phá quân hộ pháp Thiên Tôn nhưng lão ta có danh đạo tổ sở hữu đại đạo tìm thấy trong độn tàu đích nhất thuộc riêng về bản thân lão chỉ với điểm này đã đủ để lão đứng ở đỉnh cao cảnh giới thiên tôn rồi xem thường chúng sinh đạo tổ động thủ một hơi thở một suy nghĩ đã khiến bầu trời biến đổi thất thường dần theo âm sơn lão tổ trần dương bắt đầu triệu hoán núi thái âm từ từ chấn động giờ đây đất trời u tối ảm đạm thoáng chốc trong tam giới không rõ bao nhiêu thế lực thần minh đang hướng thần niệm để theo dõi mọi việc đột nhiên Bầu trời phía đông bỗng xuất hiện một đám mây đỏ nổi bồng bềnh. Tiếp đó hướng tây bắc hàng ngàn đám mây ngũ sắc tập hợp vạn dặm, thần quang tỏa sáng vạn trường. Hai vị đại thiên tôn ma đạo nhanh chóng bay tới trong chớp mắt. Sau ba ngàn năm dài đằng đẵng, trận giao chiến giữa các vị thiên tôn đầu tiên của tam giới sắp diễn ra. Tiên đạo ngọc hoàng đại đế từ từ mở to hai mắt. Nhân đạo đạo đức thiên tôn cũng ngay thời khắc đó chăm chú quan sát mọi việc. Cửu u nữ đế rời khỏi u minh thần điện ngóng trông nhân gian. Cung hoa hoàng nữ oa nương nương nhếch mép lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Thiên tôn tập trung quan sát, chư thần chú ý dò xét. Nếu như nói Nguyệt Ma Tam Tiến là thử thách của sát phá lang, vậy thì người mà phân thần của âm sơn lão tổ thử thách chính là thiên tôn ma đạo. Trên thực tế, ma đạo ngay tại thời khắc này hứng chịu không chỉ là hai mối họa lớn, mà là ba mối nguy cơ cận kề. Nguy cơ đầu tiên là kiếp thiên tôn trên bầu trời núi Thái Âm, một nguy cơ khác là kiếp nạn mệnh bàn mà Nguyệt Ma Tam Tiến dẫn tới, còn lại chính là 10 vạn đại quân âm ti. Giả quang lụi tàn bất cứ khi nào cũng có thể xảy ra, vương chân nhân thống lĩnh 10 vạn đại quân đã giết thẳng đến núi Thái Âm, mà trận chiến thiên tôn cũng đang trên đà chuẩn bị bùng nổ. Quy khư xuất thế, thiên đạo sẽ không dễ dàng nhúng tay vào việc của tam giới. Mà trận chiến ở âm sơn là khảo nghiệm cuối cùng mà thiên đạo bày mưu sắp đặt cho ma đạo trước khi bật vô âm tín, ba mối hiểm họa đồng thời ập đến. Nếu như có thể vượt qua hết mọi trông gai, thì việc ma đạo quật khởi đã là chuyện không thể xoay chuyển. Chỉ cần một nguy cơ không thể thuận lợi thông qua, ma đạo sẽ không còn khả năng trở mình lật ngược tình thế. Chân trời cao thâm, hai luồng thần niệm mang khí thế mạnh mẽ thuộc về thiên tôn ma đạo cuối cùng cũng đã dừng lại trên bầu trời của núi Thái Âm. Thần quang xuyên qua vạn trượng từ hướng Tây Bắc tiên phong ngưng kết thành hình người, cùng với sấm xét điện quang ngưng tụ thành một người đàn ông khôi ngô khoác lên người một bộ áo pháp y sặc sỡ, pháp y bảy màu rực rỡ chuyển động cùng thần quang sáng chói, tựa như một con khổng tước xòe đuôi thân sắc của người đàn ông đó vô cùng kiêu ngạo, tỏa ra khí thế hiên ngang khinh thường thiên hạ như thể đang nói thế gian này chỉ tồn tại mỗi mình ta. Mà sự thật thì, ông ấy quả thật có tư cách cuồng vọng, luận về chiến lược ông ấy chỉ thua một mình phá quân hộ pháp đệ nhất thiên tôn, trong hàng ngũ ngũ đại thiên tôn của ma đạo thì chiến lược xếp hàng thứ nhất. Tiếp đó là đám mây hồng trôi bồng bềnh bay từ hướng đông suốt vạn dặm chậm chậm hóa thân thành một vị nữ tử tuyệt sắc, khoác lên người bộ hỷ phục đỏ thấm, dung nhan mỹ miều, mỗi cử chỉ đều mang theo sự quyến rũ mê hoặc chúng sinh đủ khiến thế gian điên đảo tuy rằng trời sinh mang dáng vẻ yêu kiều mị hoặc nhưng khí thức thần niệm lại vô cùng cường thịnh